Trời đất ơi, nãy giờ mày uống 3 bình trà rồi đó, 3 lít. Tại con uống á, bển buồn, qua đây uống với bác hai cho vui. Mà có mấy bình trà, bác hai cũng tính toán với con nữa. Trời đất ơi, trà ô long hảo hạng của người ta đó ông. Nữa hả? Con thử trà, con thấy bình thường chứ có gì đâu. Người ta uống trà đó, người ta phải nhâm nhi, người ta thưởng thức đó. Còn mày uống cũng như là trâu uống nước địa vậy, sao mà thấy ngon được. Muốn uống cho đã khác phải không? Ra quán bà Hồng kìa, uống trà đá cho nó đã khác. Đá nhiều trà ít á. Thì con cũng mới bển về chứ đâu. Trời đất ơi, vậy sáng giờ mày quần hết cái xóm này rồi đó hả? Còn mình tao mày cũng không tha nữa hả? Đâu, bác hai nói quá không à, mới có nửa sớm mà. Chiêu tương bắc xe. Đó mày đó. Bỉ rồi chứ gì. Bậy gián, công nhận bác hai hên thiệt. Hên gì? Tại mày đánh dở thì mày thua chứ hên gì. Thôi thua keo này mình bài keo khác, đánh ván mới. Nghĩa ơi, đánh ăn hoài chán quá à. Đi cho con gỡ đi mà. Gỡ không nổi đâu. Về đóng cửa lên luyện công đi. Luyện chuyện nào thành công đi, qua đánh tiếp. Vậy thôi, không đánh cờ, bác cháu mình đi câu cá, uống cà phê giải trí ha. Ô, cà phê tao đi uống sáng rồi. Ủa? Rồi mấy bạn cà nhỏng tào lao của mày đâu mà không thấy mày hôm nay qua rủ tao hả? Nhắc tới mắc tức. Nhắn gì vậy? Gì vậy? Mày nhắn gì? Tôi nhắn với đồng nghiệp mới quen trên mạng nè. Trời ơi, mới quen trên mạng xã hội mà mày nhắn tin mày quan tâm vậy đó. Người cạnh bên mày mày không quan tâm. Tự nhiên hai thằng trai quan tâm nhau, tao nhìn vô tao cười chết mày ơi. Ê, được không? Gì vậy? Ngồi nói chuyện chơi. Thôi mệt quá, không có rảnh. Ê, kể nghe nè, tao mới gặp. Alo, dạ con nghe nè. Dạ dạ dạ. Dạ dạ rồi rồi, gì để con qua liền. Dạ dạ dạ. Tao mắc đi công chuyện rồi, ở đây uống cà phê mình nha. Ê, công chuyện gì mới ngồi có chút xíu mà. Đi chở khách chứ đi đâu. Ê, lấy điện thoại ra. Mày gọi cho ông khách đó giùm tao cái ơi. Gì vậy? Nói với ổng á, đang ngồi cà phê với tao, kêu đợi đi, chiều chiều đi. Mày rảnh quá à. Tao mới đi kiếm cơm mới ngồi đó nói chuyện với mày. Thôi đi à nghe. Thôi thôi. Cái gì vậy trời? Hên lắm mới rủ được thằng bạn ruột ngồi uống cà phê. Nó bấm điện thoại không luôn, cái nó đi à. Nó bỏ mình. Rủ nó bận hết trơn luôn. Tao đó có thời buổi này người ta phải lo làm ăn chứ. Bây giờ em đi cái xóm nãy giờ chỉ còn mày là cà nhỏng à nhiễu không à. Kiếm chuyện gì làm đi chứ mày. Lớn rồi. Con cũng suy nghĩ rồi. Chứ con biết chứ. Thanh niên là phải có công danh sự nghiệp. Ừ. Chứ không có nhõng nhõng được. Mà suy nghĩ nát óc luôn bác hai ơi. Suy nghĩ không có ra. Về nhà đóng cửa lên tao suy nghĩ đi. Giờ nào nó ra. Tao mở cửa tao đi ra luôn. Về bển ở mình buồn nữa. Về đi, tao còn đi công chuyện nữa đó. Bác hai ở đâu? Ủa tao đi đâu kệ tao, mày hỏi chi? Tại bác hai đi là con phải về đó. Phải về hả? Dạ. Trời đất ơi, thì bây giờ trà hết rồi, đánh cờ thì thua, tao thì đi công việc. Rồi mày ở đây làm gì, mày nói tao nghe coi. Mày không về mày ở đây làm gì? Thôi thông cảm đi, suy nghĩ gì, tính âm mưu gì nữa đây hả? Bác hai gái.
mình á, nó là vậy, nó phải cực vậy, hiểu không? Trông chờ á là trông chờ vô thương lái người ta thôi, chứ sợ mà được mùa mất giá dữ. Đây đây đây. Dạ con gửi bác hai. Gì đây? Gửi cô cuộc hồng. Cái gì vậy? Ba lít. Giám đốc chuyên cân tôm, thu mua nông sản. Trời đất. Ủa, ai đề bạc mà làm giám đốc hồi nào vậy ba lít? Kể từ bây giờ, con sẽ xây dựng một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chính con làm giám đốc, thu mua thủy hải sản. Sao sao? Khoái khoái rồi phải không? Mày khùng hả ba lít? Bộ mày tưởng mở công ty dễ lắm hả? Đúng rồi đó. Nếu mà mở công ty làm giám đốc dễ, tao cũng in cạp tao làm giám đốc cho rồi. Thôi đi ba lít ơi, nhà máy bên kia người ta đang thiếu người kìa. Quá bệnh sinh làm công nhân vác lúa nhưng ta kiếm tiền xài. Đừng có mơ mộng ảo quyền nữa con. Trời đất ơi, tự nhiên làm giám đốc à? Chưa biết làm ăn cái gì chứ còn mở giám đốc. Ủa mình tưởng dẫn chơi hả? Nói thiệt với mày nha, từ đó đến giờ á, mày á thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Mày đặt làm giám đốc, tao thấy làm giám suối thì có. Thôi ơi, con đang xây dựng ước mơ. Bác hai với ruột hồng á không ủng hộ con thì thôi, còn đạp đổ giấc mơ của con nữa. Trời đất ơi, bữa nay mày đặt tự ái đồ nữa. Xì ke điện của nó cũng không thèm bấm máy nữa. Ba ngày rồi chú hai. Chắc nó buồn cái vụ hôm bữa xúm nhau nói nó quá trời. Tao với bà Hồng á, nói thẳng quá, mình thử nó bị tổn thương. Trời ơi, con biết nó có tổn thương không, chứ nếu con trong trường hợp đó chắc con tự ái lắm luôn á. Tao tưởng đâu á, nó cà lơ phất phơ giống như mấy lần trước. Ai ngờ. Đi giờ sao vô chú hai? Để cho nó yên tĩnh vài bữa thử coi sao. Dạ. Sao vậy? Sao không ai tin mình hết trơn vậy trời? Tía tía còn không chịu ủng hộ mình nữa. Cứ bàn tới chuyện làm ăn á là chửi sấp mặt à. Lần này là mình quyết định mình làm ăn. Bạn bè giờ thằng nào cũng có việc làm hết. Tới bảy cò nó còn có vợ nữa. Thiệt tình. Nhắn chắc chửi mình nữa. Cuối cùng tía cũng ủng hộ mình rồi. Con nhất định con sẽ không làm cho tía thất vọng đâu tía. Con sẽ trở thành người thu mua thủy sản lớn nhất vùng này. À, là sao bác hai? Tặng mày cái cân để khởi nghiệp, chứ đi thu mua tôm cua mà không có cân làm sao thu mua được. Con có cân rồi mà nhỏ xíu à. Giờ bác hai tặng con cái cân này. Đúng rồi, con sẽ mua số lượng lớn, còn cân của con là mua số lượng nhỏ. Vậy cho người ta thấy mình chuyên nghiệp. Đúng rồi đó. Bước đầu mà muốn làm giàu á, mày phải làm chuyện nhỏ trước, phải không? Thu mua chỗ 1 ký, 2-3 ký gì đó, có nhiêu thu nhiêu, phải không? Rồi đi cân cho mấy cái dựa tôm người ta đó, rồi từ từ đi lên. Mới biết đi, đừng có bày đặt chạy, té chết nha.
Dạ, con nghe theo lời bác hai. Hễ ai mà có tôm, có cua, có cá, cái gì con cũng mua hết trơn á. Tía mày trước khi đi làm ăn á, có dặn bác hai ở đây dòm ngó 3 lít dùm, cái gì không hiểu cứ chạy qua đây hỏi bác hai, bác hai chỉ cho, đừng ngại nghe không? Cái nghề này á nó cực khổ lắm, mấy người ta bỏ nghề rồi đó, phải chịu cực chịu khổ, phải chịu theo nó thì nó mới thành công được, chứ đừng giữa chừng bỏ ngang nha. Bác hai yên tâm đi, con đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Trong đầu của con bây giờ chỉ có làm giàu, làm giàu, làm giàu. Dễ chủ, dễ sợ luôn. Rồi em. Ủa con nãy giờ nó chưa chịu ngủ luôn hả anh? Sao hôm nay nó quậy dễ sợ luôn nha. Đưa chút xíu, nhắm mắt xong cái quậy tiếp. Sao hôm nay mà quấy dữ vậy kìa? Anh cho con ăn bột chưa? Chưa, anh định chút xíu anh đói á, cái anh với nó ăn chung luôn. Trời đất ơi, đúng rồi, thì nó đói sao nó ngủ được. Con nít nó mau đói lắm. Ủa vậy hả? Ủa. Thôi giờ vậy, anh xuống dưới bếp á, anh lấy bột lên đây cho em. Em khuấy cho nó ăn rồi nó ngủ. À. Đây, hey. Khoa mấy muỗng đây. 3 muỗng nha. À, muỗng đầy hay là muỗng lưng? Anh pha đầy luôn đi rồi đút cho nó ăn cho no. À. Ơi, đưa đem coi. Đem coi coi. Cái này là bột làm bánh mà. Ủa, bột này bột làm bánh chứ phải bột nhỏ ăn hả? Không lẽ tới giờ anh cũng không phân biệt được bột nào là bột làm bánh, bột nào là bột cho con ăn hả anh Bảy? Xin lỗi, tại anh không để ý lắm. Thôi để anh ra sau anh lấy lại. Thôi để em đi cho. Thôi, để làm cho, anh chuộc lại lỗi. Thôi, để em đi cho, anh đi lần nữa là lỗi chồng lỗi đó. Chồng con á má, có cái việc mà phân biệt bột cho con á, anh cũng làm không được nữa. Thôi kệ đi con, nó được cái này á thì mất cái kia, nhưng bù lại á nó biết thương má con bay, lo mần ăn á là được rồi. Củi tre dễ đốt, chồng dốt nó dễ xài. Ủa má, con nhớ là củi khô dễ nấu mà chồng xấu thì dễ xài chứ. Thôi với thằng chồng mày á, cái câu nào cũng đúng với nó đó, vừa dốt mà vừa xấu nữa. Má này, má nói vậy anh nghe được anh buồn sao má? Thì lời thật á thường hay mất lòng mà con. Với lại má nói với bay chứ có nói trước mặt nó đâu mà nó buồn. Nói đi á thì cũng phải nói lại. Hồi đó đó tía bay á cũng y như vậy đó. Tía hả? Ừ. Sao đâu, má kể con nghe thử coi. Ủa, làm gì? Làm gì cái mặt mà nhăn như khỉ ăn ớt vậy? Thấy khó chịu quá. Chắc tại ăn không tiêu. Ây da. Ăn không tiêu thì tao qua bên tiệm thuốc Tây tao mua thuốc uống vô. Ngồi nhăn nhăn gì? Cái này đâu cần thuốc thang gì. Uống nước ngọt vô á, nó ợ hơi ra là hết liền à. Uống ngọt vô, ợ ra là hết hả? Ừ. Thì tao qua Diễm Hồng tao mua chai nước ngọt uống vô. À cũng khỏi. Hôm qua tôi có mua một chai, tôi uống mới phần nửa à. Còn nửa để dưới á. Ông xuống lấy giùm tôi. Trời đất ơi, lấy không được mà sai tôi nữa. Trời ơi, tôi đang khó chịu quá, đi lấy giùm tôi đi. Tôi mệt ghê rồi, biết sai tôi như con không đẻ vậy. Sai tối nghề. Nhớ rót vô cái ly giùm tôi luôn nghe ông Tư. Biết rồi. Ghê. Trời ơi, đó. Uống đi. Sáng mắt bà, tối mắt tôi, sai tối ngày hả? Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì là mưa không gió vậy? Trời ơi, sao không cho tôi uống nước mắm? Nước mắm cái gì? Cái này là nước ngọt mà để ở dưới bà kêu tôi rót đó, nửa chai đó. Trời đất ơi, cái chai này chai nước mắm ông ơi. Cái chai nước ngọt tôi bỏ trong tủ lạnh kìa. Nước mắm mà tại sao bỏ vô cái chai nước ngọt? Mì á, nhà hết nước mắm rồi tôi đi mua,
Mà kiếm hoài không thấy cái chai nên tôi lấy chai nước ngọt tôi đổ nước mắm vô đó ông ơi. Trời thiệt là mình à. Không đủ nói mà luôn rồi. Đúng là ông Tư thiệt chứ. Thiệt chị luôn hả má? Chứ sao? Đó, phải vậy ta nói hả? Cứ được cái này thì mất cái kia hà. Không có ai mà toàn vẹn hết con ơi. Mình tự biết mãn nguyện cho cái bản thân mình là cảm thấy hạnh phúc rồi con. Dạ. Bây giờ con chỉ ước con điều thôi. Con ước là anh Bảy Cò anh lo học nấu ăn. Rồi anh nấu cho má con bữa thiệt là ngon. Vậy là được rồi. Thôi. Đừng nha con. Với kinh nghiệm mà làm dâu mấy chục năm của má đó, hễ đàn ông mà vô bếp một cái nè, tao nói y như là đánh trận. Nội mà con dẹp không á là mệt xỉu luôn á. Thôi đừng có ước cái chuyện đó. Hôm nay là 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Trời ơi, mà công nhận đi lựa cái áo đẹp dễ sợ. Kiểu gì chút tươi qua nó thấy nó cũng khen cho coi. Ủa? Em chưa đi làm đẹp nữa hả? Chưa, em đang chờ con Tươi nè. Con này đâu, chậm chạp dễ sợ. Anh, hôm nay á, anh thấy em mặc áo có đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, em không nói, anh không để ý luôn nha. Wow, quen vòng coi. Trời ơi, đẹp ha. Nó phải định vợ anh chứ. Vợ anh mua cái áo đẹp dễ sợ luôn. Hồi đó ngoại anh thích mặc mấy áo này lắm nè. Trời ơi, em mặc nhớ ngoại dễ sợ luôn á. Cảm ơn em nha. Nhỡ thôi, chứ vợ anh là đẹp nhất mà. Thiệt không? Thiệt. Vợ anh đẹp như là thiên thần á. Thiệt á hả? Chứ sao? Nếu mà em đẹp như thiên thần á, thì thôi, khỏi cần đi làm đẹp nữa ha. Đúng rồi. Mình đẹp rồi, mình đâu cần đi làm đẹp nữa. Ở nhà chơi với anh ha. Thôi, không được. Ví dụ mà mình đã đẹp rồi á, mình phải đi làm đẹp cho nó đẹp hơn chứ. Anh nói chơi thôi, thì em cứ đi làm đẹp thêm đi. Với lại lâu lâu mới có ngày phụ nữ, em thích cái gì nói anh chiều hết luôn. Thiệt hả? Thiệt. Chồng của em tâm lý quá à. Anh chồng em mà. Alo, đi sao bà qua chưa? Ủa, là sao? Hồi nãy bà nói đi mà giờ kêu không đi. Thiệt tình luôn á. Sao? Bẻ kèo hả? Tôi à, nó kỳ ghê á. Hồi nãy nó nói nó qua chở em, mà giờ nó kêu nó không đi. Kệ đi, nó không đi thì em đi mình, em đẹp hơn nó. Làm hồi nãy giờ thấy 2-3 bộ đồ luôn á. Thôi, ai đợi đi làm đẹp đi mình. Thôi, nhà luôn cho khỏe. Không mấy, em qua rủ má măng đi chung cho vui. Dạ, tí má con mới qua. Ngồi đi con. Chuyện gì không con? Lại đây nè. Gì đây? Coi kìa. Cái gì vậy con? Má đi làm đẹp với con không? Đi thiệt hả? Đi làm đẹp với con. Đi làm đẹp hả? Gì vậy? Thì mẹ con to nhỏ gì vậy? Con nhái nó rủ tôi đi làm đẹp. Dạ đúng rồi tía, hôm nay là 20 tháng 10 á. Thì 20 tháng 10 con nó rủ đi làm đẹp thì đi đi chứ còn hỏi tới hỏi lui gì nữa. Thì tôi thì muốn đi rồi đó, nhưng mà... Nhưng nghĩ gì? Ủa sao vậy má? Bộ tiêm cho má đi hả? Ê, cái đó không có nói quan tôi được nha.
Tía à, còn xúi má con đi làm đẹp nữa kìa. Tân trang đầu lại đi cho nó mới mới chút. Mấy chục năm nay nhìn cũ mềm. Ừ, vậy thôi má đi với con. Ông này. Ờ thì má cũng muốn đi đó. Dạ. Nhưng mà tại tại cái gì? Ngại. Bà ngại sao? Đi làm đẹp rồi gặp chị xui rồi kỳ lắm. Ôi già cả rồi giờ tự nhiên rồi đi làm rồi. Trời gặp... đất ơi, đi già mới đi làm chứ. Chứ còn trẻ còn đẹp. Ai đi làm chi? Sợ chị xui bắt cười. Cười gì? Tôi nói mà trên thế gian này không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Hay vậy, con về con kêu má của con đi làm đẹp chung với má con mình luôn. Vậy là không có ai nói gì hết. Được không á? Con kêu má con đi luôn. Kêu luôn, kêu đi luôn chung cho vui. Ừ, đi chung ha. Dạ, hai má con mình đi chung. Quái chết làm bộ quá. Đi chứ sao không? Làm đẹp mà, ai không thích. Dạ, vậy là mình đi nha má. Phải đó, ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Tất cả phụ nữ mình phải được tôn vinh chứ. Đúng rồi, không phân biệt già trẻ, sang hèn, miễn là phụ nữ đều được. Ôi massage xong bây giờ rờ cái mặt hả chị? Nó mịn mà nó mát gì đâu. Ừ ha. Công nhận á. Hồi nãy á, mấy đứa nó làm massage cho tôi á. Trời nó đã thiệt. Đến nỗi mà tôi ngủ quên luôn, không hay luôn á. Vậy luôn hả? Ừ. Trời đất ơi, mắt ngủ quên luôn á hả? Ừ. Chị biết không, tôi thích nhất là cái lúc mà nó xoa cái gì mà nhờn nhờn hả chị, lên mặt mình nè, rồi nó mới massage đó. Trời ơi sao mà cái nước của nó thơm mà nó dễ chịu ghê luôn á chị. Cái đó là tinh dầu dưỡng da giúp chống lão hóa đó má. Mình cứ massage vậy hoài là mình trẻ lên tới 10 tuổi luôn á. Vậy hả? Dạ. Vậy không? Thiệt. Kiểu này chắc đi làm nữa quá. Ừ, chắc phải tốn tiền dài dài quá chị xui ha. Rồi mình làm hoài á, đẹp quá về tí nhận sao ra hai má. Phải vậy không? Thiệt á. Thiệt không con? Dạ. Trẻ thiệt hả? Dạ trẻ thiệt mà. Thì nói quá. Mà nhắc tới tía mày mới nhớ nha. Hồi nãy á, má có điện về nhờ ông nấu cơm giùm. Không biết cơm nước nhà sao nữa. Nào giờ ổng có biết nấu cơm nước gì đâu. Chắc nay ăn cơm khét quá. Dạ thì lâu lâu để cho tía nấu. Mình làm cả đời rồi. Thì giờ tranh thủ ngày nghỉ mình đi làm đẹp ha. Đúng rồi đó chị. Công nhận. Ước gì ngày nào cũng như ngày này. Đúng là ngày đáng để mơ ước. Trời bé. Đâu? Đó. Đồ kho canh anh nấu á. Thơm quá. Như ngày 20 tháng 10 anh làm tặng vợ. Anh giỏi quá à. Chồng em mà. Vậy thì em phải thử mới được. Thử đi. Anh tính nha. Cái này mà ngon á, anh mở quán luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy để thử coi. Ừ. Thử mở quán được không? Ừ. Chắc chắn là được. Ừ. 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 Nhìn á thì thấy cũng đẹp đó. Ừ. Mấy điểm? Nếu mà nhìn thôi thì chấm 10 điểm luôn. Wow. Em ăn vô chắc cho 20 điểm luôn á. Ăn thử nhiêu? Ăn đi. Ngon chắc. Nãy em thử rồi. Yeah. Ngon lắm. Ngon quá đúng không? Ngon ngoài sức tưởng tượng luôn đúng không? Trời ơi.
Ngon ha? Ngon. Canh canh canh, ăn miếng canh đi. Ăn miếng canh, đây, khoan, húp miếng canh nè. Đó. Húp miếng canh. Ăn miếng canh. Ăn miếng canh canh nè. Ôm, quá, ngon quá đúng không? Anh nấu mà nãy giờ anh đã ăn vụng luôn á. Nhưng mà nấu tặng em đâu dám ăn vụng. Trời ơi, sao vợ ẹt vậy mà em cũng gán ăn được hay gì? Thôi nhảy ra đi. Thôi nhảy ra đi. Nấu khó ăn khó nuốt vậy mà sao em gán ăn hay vậy? Không phải ngon lắm á, mà tại nghẹn mẹ ăn cơm nhiều quá. Thôi em đừng có nói để cho anh vui lòng. Mấy giờ thôi bỏ hết đi. Thôi anh nấu mà anh thấy còn nuốt còn không nổi nữa nói chi em. Không, em thấy ăn được á, cũng ngon á. Thôi bỏ đi nha. Hôm nay anh qua nhà thím má em á, coi có gì ăn, anh xin về ăn đỡ. Ờ, vậy được á, thì thôi để em đi cho. Để anh đi, nghe lời, anh thương. Xong rồi. Đó, bà chỉ ngồi thôi, mọi chuyện cứ để tôi, đây, cô bà. Đây của tôi. Đây cầm nha. Hấp dẫn không? Ủa sao? Thôi ông ăn hết luôn đi. Ủa gì kìa, sao không ăn? Đang đói bụng muốn chết à, tưởng đâu làm cái món gì ngon lắm, ai dè đâu mì gói. Nè, món này chỉ lót dạ thôi, còn món ngon tôi nấu sao mấy món lận. Mỗi lát đem lên cho bà thưởng thức. Vậy tôi ăn tạm này trước nha. Trời, thấy không? Ồ, nè, hấp đi. Sao? Nè. Sao? Ngon. Trời đất ơi, tư ếch mà nấu là món nào mới xuất sắc. Tí má ơi! Tí má! Trái rồi nè mà, tí má! Rồi, đâu vậy? Trái! Ở đâu trái? Trời, chạy đâu, chạy đâu? Chạy bếp. Trời đất ơi, lửa mà ông thổi cái gì? Đi kiếm đồ vật, cái thổi cái gì? Ơi trời thấp. Ồ, tắt rồi hả? Hình quá. Trời ơi, quà 20 tháng 10 của tôi đó. Hình quá. Cuối cùng cũng dập được đám cháy. Hù hồn hù vía. Ủa, rồi sao mà mình tự nhiên nó cháy tùm lum hết trơn vậy? Ông phải không? Ông tính đốt nhà phải không? Tôi đâu có điên rồi tôi đi đốt nhà mình. Tại vì tôi lo đồ ăn cho bà đó, nấu cho bà ăn đó. Rồi ngồi đây nè, lo nhiều chuyện mì ngon mì dở nè. Nhưng mà lý do là cũng do ông. Lo nhiều chuyện, chút xíu nó cháy rụi hết cái nhà này. Cái công sức của tôi là bao nhiêu năm nay không biết không ông Tư? Trời ơi trời, thì tại tôi quên chứ bộ. Ô mày cò đâu rồi? Thì chữa cháy xong nó về rồi. Alo, mày cò, Tiến à? Cái chuyện hôm nay đó, không có nói cho ai biết nghe chưa? Mày mà nói ra với ai, tao bắt con gái tao về đó. Này vợ, vợ ăn nhiều vô xíu nha, để nó lột thịt tiếp cho. Cảm ơn anh. Ăn đi. Này vợ ăn đi vợ, ăn nguyên con đi. Nè nè, anh lột thịt cho nè, em cắn nè. Đó. Không được, làm gì không được. Tôi già rồi, tôi hơi yếu. Răng cỏ rồi nó không có cứng cáp như bãi nghe. Thôi thông cảm nghe. Thôi để con lột thịt cho má ăn luôn cho nha. Cắn cái mắt.
Mày làm cái kiểu đó lát mày về hậu quả nó tía mang tội nghiệp tía con. Dạ con sẵn tay tía ơi, không có gì hết. Ủa sao bữa nay hai đứa qua đột xuất vậy, đột ngột quá vậy? Dạ tại có sự cố bất ngờ tía ơi. Mai mốt có qua báo trước nha, để tao biết nó nấu cơm nhiều nhiều chút. Dạ 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 dạ. Bữa nay hai đứa ăn thấy sao, ngon không? Dạ, tuyệt vời luôn á. Trời ơi, vợ ông định dễ sợ luôn. Hôm nay ông trừ điểm má nha. Nấu hơi mặn, muối hơi nhiều quá mặn. Anh này, mày gan quá con. Dạ. Bữa nay đích thân tía mày xuống bếp nấu cho má đó, ngày 20 tháng 10 đó. Ủa, tía nấu thiệt hả tía? Ủa gì chứ ai? Con nói lộn. Hôm nay đồ ăn mặn, đậm đà, ngon thiệt. Công nhận hôm nay đồ ăn ngon thiệt tía ơi. Phải mày không bảy cò? Trời đất ơi, lần đầu tiên con thấy anh trở mặt vậy luôn á. Đúng á, nãy trở mặt lẹ, trở như trở bánh tráng. À, lâu lâu anh ăn mặn chút xíu nó ngon, nó đậm cái chất. Thôi ăn đi. Dạ. Ba tôi dặn nè, không có đi rêu rao cái sớm này tao biết được, tao cự tôi đó nha. Cười gì? Hả? Ai mà dám cười tía, người ta biết người ta ngưỡng mộ hết thôi chứ. Dạ. Phải không con? Phải. Bà tía. Hả? Bữa nào rảnh rảnh á, tía chỉ anh bảy cò con khóa đi. Chứ mỗi lần anh xuống bếp anh xã không ai chịu nổi hết. Ăn đi, nóng nhiều rồi. Bữa nào kêu nó qua đây đi, bà tía chuyện nghề lại cho. Sau này hai tía con mình làm nô lệ. Chị Trâm, chị Trâm, chị Trâm. Ủa, Tèo. Chị đi đâu vậy? Chị đi ra vườn chuối, đặng cắt lá chuối về ủ mắm nè. Dì lên xe chở em cho. Ê, nói nghe nè, gì mà đùm đùm đề đề sao xe đây? À, mấy cái này là cái bao đi chở dưa. Để em tháo xuống cho chị ngồi nha. Thôi, 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 thôi. Đợi mày tháo xuống rồi tôi đi tới nơi rồi đó. Khỏi đi, mất công cưng quá à. Ủa, mày dưa nhà ai đó? Dưa nhà chú Mười á. Ủa, chú Mười cắt dưa xong hết chưa? Bữa nay nữa xong nè, kỳ này chú Mười không cắt sớm. Nhắc mới nhớ, chị cũng phải tranh thủ cắt ba cái rau trái trong vườn lẹ lẹ mới được, sắp tới mùa nước nổi rồi. Gì hả? Vậy chừng nào chị cắt mà cận gì á, chị hú em qua em phụ cho. Nhiệt tình nó ớn à. Chị cảm ơn trước ha. Dạ dạ. Thôi tranh thủ đi đi, đứng nói chuyện hoài chú Mười đợi á. Đi đi. Em đi trước nha. Có gì hú em nha. Biết rồi. Ủa anh? Ừ? Sao tự dưng hôm nay anh giăng lưới ra chi vậy? Bộ anh định đi giăng lưới hả? Đâu có đâu. Biết sao không? Sắp tới mùa nước nổi á, cần sử dụng nó. Ha. Anh không nói em cũng không nhớ luôn. Mà tự nhiên nhắc tới mùa nước nổi, em thèm mắm cá linh quá à. Thôi, đừng có nhắc. Thế vậy? Nhắc, làm anh thèm. Nhãn năm nay trái nào trái nấy bằng trái trứng cá. Ngon lắm, ăn hay không? Ăn cái gì nóng rồi, mắt đủ ghẹn. Chuyện bên nhà vợ chồng bởi cò xong hết chưa bà? Xong rồi. Vợ chồng nó cũng đang ráng làm cho xong, đang đón con nước về. Bà cũng vậy nữa. Coi tranh thủ mấy clip cải sao đó, nhổ nấu canh ăn. Ăn hết rồi cho người ta đi, chứ để nước ngập lên hư thúi hết, bỏ hết cũng vậy à. Mà năm nay mình làm lợp tiếp không ông? Trời đất ơi, làm gì nổi. Già hết rồi chứ bà tưởng còn nhỏ à. Thì thấy bà con người ta làm cũng ham quá. Bà mà thấy cái gì có tiền bà không ham. Bà đáng lý đặt bà tên tiền ấy, chứ không phải đặt tên tư măng đâu. Tư tiền ấy. Anh Khải phải không? Ừ.
Trời ơi anh Khải, du học sinh thế à, kỹ sư nông nghiệp thế à. Mày nói quá. Vì nóng ga tao ơi. Làm như tôi xa lạ lắm vậy đó. Mà anh về rồi có ở nhà hay không? Không, anh về âm thầm lặng lẽ thôi, anh muốn tạo bất ngờ cho nhà anh. Vậy hả? Ừ. Vì lên xe đi, em chở về chỗ nhà bất ngờ chơi. Không không, tao không lên xe mày đâu. Mày chạy ghê lắm. Tay lái của em là cứng nhất xứ luôn anh. Nó giỡn á. Chở về nha. Rồi rồi. Ra ra. Chạy cẩn thận nha mày. Yên tâm, em tay lái lụa mà. Nói chắc nghe, chắc nghe. Ờ. Trời ơi, lâu quá rồi không gặp rồi. Rồi con qua có chuyện gì không? À, dạ, con định qua hỏi tía má là năm nay có làm lợp không? Tại vì mùa nước nó đang vô á. Tía bày mới nói không kìa. Ủa sao vậy tía? Con thấy nhà mình năm nào cũng làm mà, sao tự dưng năm nay không làm? Bà vợ ông tuổi gì? Bởi vì mấy năm á thì có mấy đứa ở nhà nó phụ, giờ chỉ có tía má à, nên làm không nổi. Trời ơi, má lo cái gì? Thì má cần cái gì thì con qua con phụ má một tay. Chứ năm có được mùa nước à, mình không làm bỏ uổng lắm á. Vô hoài à. Bà muốn làm gì mẹ con bà làm đi, giờ không tới tôi chi. Vậy con qua phụ nghe. Má, con tính năm nay á, con với anh Bảy hùng với má một phần, đặng mình làm gấp đôi năm trước luôn. Ờ, được đó. Má thấy lợp năm ngoái á, bán không đủ luôn á. Vậy đó, thì cũng góp vô nè. Ừ, vậy để má sắp xếp công chuyện xong cái rồi hai má con mình đi chợ, đặng làm, đón con nước về. Trời ơi, nước sắp về mà hai mẹ con bận như đi lễ hội. Chị Trâm. Ủa Tèo, vô đây vô đây, ngồi đi. Ủa nay không chạy xe đâu ở đây? Trời, người ta chạy sáng giờ rồi chứ bộ. Nãy em mới chở anh Khải về, cái dòng lại thấy chị đang lui cui làm gì nè, vô coi phụ được gì phụ. Ủa Khải nào ta? Anh Khải mà du học sinh đi học gì kỹ sư nông nghiệp nước ngoài á. Ờ, tại chị ở xóm trên, về đây làm dâu nên không gành. Nha. Ờ, cũng đúng nha. Ủa mà sao tự nhiên chị chùi mấy cái hũ này quá trời vậy? Trời ơi, tranh hũ rửa cho sạch nè, phơi nắng, đặng mùi mắm linh về nè, làm mắm. Chị làm mắm hả? À? Ừ. Chị đem phụ cho. Hà phụ đi, phơi làm chị đi. Để đây hả chị? Mày để xích xích ra xa cho nó có nắng á. Dạ dạ. Đây được chưa? Rồi, đây đây. Đây đây. Ủa? Chị Trâm, mà em thấy sao chị làm chi cho tùm lum tùm la công chuyện vậy? Vừa trồng chuối, vừa trồng rau cải, rồi giờ tới làm mắm, rồi đem ra chợ bán rồi nữa. Trời ơi, có gì đâu cực. Với lại năm được có mùa mắm mà, phải tranh thủ đặng kiếm tiền cho sắp nhỏ đi học chứ. Với lại chị còn trẻ, còn khỏe không? Mình làm được gì mình làm, ở không á buồn dữ lắm. Mà nói gì nói nghe, mắm chị Trâm ủ là ăn ngon nhất nít luôn á. Thiệt không? Thiệt chứ bộ. Nhắc tới thèm quá ta, giờ phải có miếng mắm chắc em ăn hết nồi cơm luôn á. Ăn gì ăn dữ. Nói chứ thèm thì mốt qua đây chị đãi. Thiệt không? Thiệt. Bà đi đâu mà tôi thấy bà đi sành sạch tối ngày á? Tôi đi đặt thêm 100 cái vớn nữa để bán chung với mấy cái lợp nhà mình nè. Trời đất ơi, bà đặt chi dữ vậy? Tôi quyết định chơi lớn chuyến này luôn. Cái này chơi liều chứ chơi lớn gì? Ông nghe người ta nói hả? Có chí làm quan, có gan làm giàu. Ông thấy không? Bao nhiêu người làm giàu nhờ mùa nước nổi này đó. Bà hay lắm. Rồi tôi nhờ ông sớm giờ đang được mấy cái lợp rồi? Đây nè,
ngồi thứ đều muốn cụp xương sống luôn đó. Mới được có 5 cái đó. Gì ít dữ vậy? Trời đất ơi, bộ bà nói dễ hả? Đóng che nè, vừa trẻ, vừa vuốt, vừa đương, có mịn một đó. Không ấy, tôi kêu ông Bảy Cò qua phụ ông nghe. Thôi khỏi, bà đừng có kêu ông Bảy Cò, tội nó lắm. Con vợ nó sai, nó cũng làm y như tôi nè, muốn bòm đầu ở bển á. Ngóc đầu không nổi với mấy bà đâu. Ráng làm đi, cằn nhằn hoài. Trời đất ơi, trời đất ơi, làm gì mà mấy bữa nay mặt mày bà chù ụ vậy, như cái bánh bao chiều vậy? Tôi rầu quá ông ơi. Làm gì rầu? Mọi năm chừng này á là nước đã về mênh mông rồi, mà sao năm nay giờ này không thấy về vậy hết. Thì chắc năm nay về chậm thôi. Có khi nào nó không về luôn không ông? Đó sao tôi biết được? Chuyện đó là chuyện của ông trời, bà hỏi ổng sao hỏi tôi? Tôi với con nhái đầu tư làm lợp quá chừng luôn, chờ con nước về, mà giờ nó không về tính sao? Tôi đã nói từ đầu rồi mà, bà với nhái hai má con cười hí hí, năm nay làm quyết liệt mà. Bây giờ ráng chịu đi, năm nay bán không được để qua năm bán, qua năm bán không được nữa thì làm củi chụm. Trời đất, ông có biết là bao nhiêu vốn liếng tôi đầu tư vô đó rồi vậy thì tới chừng nào tôi mới lấy lại được vốn? Kiểu này chắc sạc nghiệp quá. Bây giờ trước mắt đó, bà làm ơn bà giải quyết ba cái lọp bà đi, kiếm cái chỗ nào mà dự trữ nó vô đi, bà chất đầy phòng đầy đường đi hết, không có chỗ đi không có chỗ nằm, không để tôi mệt muốn chết luôn, tôi chưa nói nữa. Tôi nói không chừng năm nay á ông trời ông hạn luôn đó. Hôm rồi đó nước rong đó mà bà thấy không, có nước đâu, thấp sự à. Chào chú Hai, thím Hai. Mời kỹ sư Khải uống nước. Chú này cứ chọc con hoài à, chú cứ kêu con là Khải Đen như hồi đó đi. Kỹ sư gì mà kỹ sư, con là dân xứ này mà, phải ở đâu đâu. Đâu được con, hồi đó khác, bây giờ khác chứ. Bây giờ học hành tới nơi tới chốn rồi, làm kỹ sư rồi. Nguyên cái xứ xẻo lá này, có một mình con làm kỹ sư à. Mình phải trân trọng chứ, phải quý mến chứ. Đó. Còn quay về đây giúp đỡ bà con mình làm ăn nữa. À chú, hả? À, con đi họp trên xã về, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy hải sản của bà con đó chú. Ừ, sao con? Cái tình hình nó làm sao rồi? Có phải là khó khăn hơn không? Dạ đúng rồi thím. Hiện tượng nước lũ về chậm đang làm đau đầu các cấp chính quyền đó thím. Con có biết sao nó chưa về không? Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do mực nước ở sông Mekong đang ở thấp lịch sử, cho nên nước lũ về chậm, có thể là không về. Còn chuyện thứ hai là gì con? Nguyên nhân thứ hai là do hiện tượng El Nino. El Nino là gì con? Là do nước biển nóng lên làm lượng mưa ít đi, kéo theo tình trạng khan hiếm nước. Các đập thủy điện trên thượng nguồn họ sẽ giữ nước lại, làm cho ảnh hưởng đến hạ nguồn sông Mekong đó thím. Như vậy là đất của mình sẽ nhập mặn, rồi ảnh hưởng tới nguồn nước phải không con? Đúng rồi đó chú. Vậy mình có thể dùng đập ngăn nước mặn được không? Dạ không có tác dụng đâu thím. Vì đa phần đất của mình ở đây là do mặn từ trong đất mà ra. Vậy con đi họp từ sáng tới giờ, con có cách nào để khắc phục không? Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như vậy á, mình phải nên thích nghi với nó. Mình phải nên chuyển đổi canh tác, trồng những loại cây sử dụng ít nước hơn. Mình phải tận dụng nguồn nước mặn để nuôi trồng thủy hải sản để gia tăng kinh tế. Ừ, dù gì cũng có cách giải quyết. Con đi học về, hiểu biết nhiều, về để giúp đỡ bà con mình. Như vậy bà con mừng lắm đó. Cảm ơn chú.
Tư. Tư Ma. Hả? Cái gì vậy? Mà nhìn bà kiếm gì trên trời vậy? Kiếm ai vậy? Kiếm thấy ớt rồi kiếm ai? Tôi coi thử chừng nào ông trời ổng mưa. Trời Phật ơi, chừng nào ổng mưa chứ. Bà coi sao bà biết? Thì ông trời ổng mưa nước nó mới về được chứ. Nước chứ nó về chứ. Ơi nào bà trông. Bà trông rồi nó có về được đâu. Ông. Gì? Hay mình kiếm thầy đi ông. Thầy gì? Kiếm thầy Pháp. Ủa kiếm thầy Pháp làm gì? Thì tôi coi phim á, tôi thấy hả mỗi khi trời không mưa, cái người ta lập đàn, người ta kêu mưa gọi gió. Đó thờ nào? Chứ giờ biết làm sao? Bao nhiêu tiền bạc vốn liếng tôi đổ hết vô đó rồi. Thì bà coi như bà đầu tư bị lỗ vốn đi. Bị thất bại. Làm ăn có lợi có lỗ chứ. Ông nói nghe hay quá. Tiền của tôi mà. Có phải tiền của ông đâu mà ông sót. Tiền của ai cũng vậy hết á. Bà làm như bà mất tiền cái tôi vui lắm hả? Tiền đó của mình bà làm ra đó hả? Bà sót á. Rồi bà có lấy lại được không? Tôi tính rồi đó. Con nước mà nó không về, tôi bất đền ông. Lắng nhất. Tự nhiên nước không về bất đền tôi à? Ai biểu? Hồi đó tôi làm ông cả. Anh nói gì mà ngang ngược vậy hả? Tôi ngang ngược vậy đó. Chị Chấm, chị Chấm, chị Chấm. Ủa? Để đó em mần cho. Nó nghe nè, mần thì từ từ nghe. Bởi vì á, năm nay con nước về chậm, ít cá. Chị mần được có nhiêu đây thôi đó. Vậy hả? Ủa? Chị yên tâm đi, em cẩn thận lắm. Khiên ra để chỗ cũ không chị? Thôi, cảm ơn cưng nhiều nghe. Trời ơi, có gì đâu. Hiện giờ em phụ chị, mới mốt chị cho em ăn mắm miễn phí, có gì đâu à. Biết rồi, đứng nhúng hoài. Phụ chị cái đấy. Khỏi khỏi khỏi. Để một tay em làm cho. Được không? Được chứ. Trời ơi. Cẩn thận nghe. Đó. Này nữa hả? Ủa. Để em. Từ từ nghe. Bể tôi quýnh chết. Quỷ này. Nhìn chú bộ không được khỏe, thiếu ngủ hả? Đúng không? Mày nói đúng á, sáng đêm hôm có ngủ nghi gì được đâu. Ủa sao vậy? Nước không về. Rồi thím hai mày á, bả cũng đâu có ngủ. Rồi bả cứ cằn nhằn hoài, tao cũng thức theo bả luôn. Vậy thì cũng cực khổ quá. Mà nước thì năm nay năm nọ nó khác nhau. Con thấy bà con chuẩn bị hết rồi. Con hy vọng nước sẽ về sớm cho chú đỡ cực. Trời trời, mình muốn ăn có một miếng mắm mà khiên khạp muốn cắm đầu. Bà này vậy đó, ham tiền á, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi riết vậy đó. Công việc nhà lăng đăng lê đê, đủ thứ chuyện trên đời. Riết rồi mình đàn ông mà phải ở nhà làm như đàn bà đó. Nấu cơm, quét nhà. Tới nước uống cũng không có nữa. Khổ thiệt chứ. Con không ngờ là hôm nay bán đắt vậy luôn á. Má cô không ngờ á, con nhận bán sướng thiệt á.
đã gì đâu á. Nè, dạ. Má kiếm được mấy mối. Người ta dặn á, sang năm mình làm sẵn, bỏ sỉ cho người ta luôn. Thiệt á hả? Ừ. Đợt này coi như nhà mình giàu to rồi má ơi. Ừ. Hai má con mua làm ăn được lắm sao thấy mặt mày hí ha hí hửng vậy ha. Dạ đúng rồi tía. Đợt này hả, nhà mình đếm tiền mỏi tay luôn. Nè, năm sau á, má con mình phải làm nhiều hơn nữa nghe. Chứ nữa, chứ lời quá mà. Ủa, tính năm sau làm nữa hả? Làm chớ. Tại ông không ra chợ, không biết đó nghe. Không phải là lợp của mình bán đắt không đâu. Tao nói ha, nôm, lưới, câu, phao, cái nào bán cũng đắt hết trơn á. Mùa nước về người ta mua dữ lắm. Nhưng mà tôi nói trước nha, cái đó là hên thôi đó. Sao hên? Cũng may con nước nó về kịp. Xem chút phá sản rồi chưa sợ hay sao? Hả? Con nói thiệt nha, con thấy tiền nhiều con ham thiệt á. Nhưng mà hồi hôm bữa nước chưa có về kịp, con hồi hộp muốn chết luôn vậy. Đúng rồi đó. Bây giờ muốn làm cái gì á, cũng phải coi tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn đó. Chứ đâu phải muốn làm được đâu à. Ông hay quá. Ông làm như ông là cái máy dự báo thời tiết. Chứ sao nữa, làm ăn á mà không theo dõi tình hình á, có ngày lỗ chết luôn đó, chứ không phải tôi nói chơi bà đâu. Ừ. Vậy thì giờ á, má con tôi lo làm, còn ông á, làm cái máy dự báo thời tiết nghe. Ủa có tôi vô nữa hả? Chứ sao, ông rảnh mà. Tèo, nè, chị trả công nghe. Cho em hả? Ừ. Cho thiệt luôn. Chúng lại giỡn. Thôi ngại quá chị ơi. Ủa sao vậy? Chị cho hũ bự quá ngại. Ủa vậy hả? Giờ lấy hũ nhỏ. Chị cảm ơn chị chậm. Năm sau em qua em phụ chị nhiều hơn nữa. Ừ. Thơm quá. Bởi người ta nói mắm linh chi chậm, thấm đậm nghĩa tình, ăn ngon nhất mình. Ý. Thôi anh ăn thử coi có nhiều không. Để thử cái cả nhà. Sao được không? Trời ơi, cá lim mà nấu với lẩu hết bài em ơi. Thì đặc sản mùa nước nổi quê mình mà. Nhưng mà chưa hết bài. Sao vậy? Đáng lý ra phải bún xào nhỏ, chứ phải bún bự như vậy nha. Trừ điểm, không ngon bằng. Tại em đi chợ chiều hết bún sợi nhỏ rồi, nên em mua bún sợi lớn luôn. Nói vậy thôi, cái nào ăn mà không được. Nguyên nồi lẩu cá linh này hai vợ chồng mình ăn chắc không hết đâu. Không ấy anh Tính á, kêu Khoa Điên, Ba Lít, ông Tèo ăn chung cho vui nha, đúng không? Thôi đi, em nghe tên ông Ba Lít, ông Tèo em đã ngán tới cổ rồi. Giờ kêu Khoa Điên nữa, nghe hết muốn ăn. Thôi em thích thôi, hai vợ chồng mình ăn được rồi. Anh biết sao không, hai vợ chồng mình á ăn cái nồi lẩu cá linh này nè. Nó mới lãng mạn. Anh. Em với má tính rồi, năm sau á. À được á, năm sau được á, năm sau năm Tý hợp tuổi hai vợ chồng mình lắm á. Ồ, anh đang nói vụ gì vậy? Anh đang nói vụ gì vậy? Thì con cò con chứ gì, đúng không? Ý của em á là năm sau em với má sẽ làm gấp đôi số lợp năm nay luôn. Nữa hả? Ê là sao ơi? Dạ. Xuống nước mày. Dạ, vô liền. Khỏe không anh ai? Khỏe. Sáng đâu sớm vậy? Đi qua thăm anh chứ gì đâu. Cảm ơn anh. Sáng sớm đừng qua nhà tao quăng lựu đạn nha. Chèn ơi, em nổ có chết chóc ai đâu anh. Nổ cho vui nhà vui cửa chứ bộ. Thì tao dặn trước vậy đó. Uống nước đi. Dạ. Anh. Hồi nãy ngoại vô á, tôi thấy anh treo mấy cái lồng chim quá trời quá đất. Ừ. Anh chơi chim hả?
Tập tành nuôi cho nó hót nghe chơi mày. Sáng sớm hót nghe đỡ buồn lắm mà. Nghe cho nó yêu đời, trẻ trung rồi lỡ chứ. Cũng có lý ha. Ủa mà ba cái con này nó dễ nuôi không anh? Dễ hả? Giống như mình nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo rồi á. Vậy hả? Dễ hơn nuôi người ta nữa. Dễ hơn nuôi người ta luôn? Dễ hả? Thấy không? Thấy dễ thấy dễ thương không? Công nhận hay ghê ha. Sao mà tao huấn luyện nó hay thiệt không á. Trời ơi. Con gì á, người ta huấn luyện cũng được hết trơn á. Dạ. Ừ. Ôi, xanh đỏ đồ đẹp quá trời quá đất. Cưng ghê trẻ ơi coi kìa. Ủa cái màu đẹp quá trời luôn. Ôi. Hai cô cháu chụm đầu vô coi cái gì vậy? Chim, con chim nè. Đây nè. Chim hả? Đấy, đấy. Chú Sáu, nghe chưa? Đây, cái clip thi chim. Chim mà cũng đi thi dốc cổ. Có chứ. Đó, người ta đem mấy con chim đẹp, chim quý này thi đó, thấy không? Dễ thương không? Chú Sáu không biết đâu hả? Râu với tóc mà người ta còn chừa để cho dài ra, người ta còn đi thi nữa. Chứ không chi là cái chim. Chim cái này là người ta hót đó, hót con nào hay thánh thót là người ta chấm. Người ta có nguyên một cái vàng qua giám khảo luôn đó, con nào hót hay được giải. Vậy hen. Dạ. Mà công nhận hay ghê nha. Nó vừa đẹp mà vừa khôn nữa. Huấn luyện đủ kiểu mà nó làm được hết à. Mấy bữa nay á, con nghe bác Hai Lúa cũng đang ngâm cứu chơi chim kiển. Để con chạy qua bển cho bác Hai ông đăng ký đi thi. Ủa nhưng mà thi là thi ở đâu? Quốc tế. Là mua vé máy bay bỏ con chim mày vô chở qua bển thi hả? Không, ở quốc tế qua đây cho mình thi. Cuộc thi này lớn lắm, đẳng cấp lắm. Ôi, thiệt á, ta thấy á, huấn luyện chim đẹp, chim quý ta thấy cũng thích thiệt. Mà công nhận mấy người già là cũng rảnh. Có tiền làm chuyện không đâu, chim em đi thi quốc tế. Thôi nha, cô ruột. Trời ơi, cái này là một cái sở thích, một cái đẳng cấp quý xà tộc của người ta. Đừng có nói tùm bậy tùm bạ à. Thằng Ba Lít nó nói phải rồi đó. Thôi ơi, cái xẻo lá này chỉ có bác Hai Đúa là một người đẳng cấp quý xà tộc thôi. Thằng Ba Lít này làm cái gì mà chậm chạp với rùa chứ biết. Chú Sáu, trời ơi mèn đấy coi, nhà có đại tiệc cái gì mà kêu con qua gấp dữ vậy? Ê mày linh thiệt luôn à. Dạ. Mấy mốt nhiều khi mày chết tao đốt đống ung mày cũng hiện về luôn á. Mới vừa nhắc tới mày cái đợt cái mày xuất hiện liền. Chú Sáu kêu con qua là con qua liền à. Có chuyện quan trọng. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi con. Để con vợ tao không nghe mệt. Chú đang cần chơi một con chim quý. Con biết chỗ nào bán không? Giới thiệu giùm cho chú đi. Không. Tính nhờ mày. Mai về mày không biết. Tính cho mày chút đỉnh tiền cò. Thua. Hứ, nhưng con biết cái này. Cái gì? Thôi, nghe có tiền cò có lẽ ha. Không, cái này là chú cháu trong gia đình không à. Cái gì vậy? Con giúp đỡ chú mà. Đây. Cái gì vậy? Facebook. Rồi Facebook tao cũng có chơi vậy. Đưa tao làm chi? Trời, chú đừng có khi dễ trên này nha. Ở trên đây á, cái gì cũng có hết. Bấm cho chú coi. Dạ dạ. Mày kiếm cho tao con chim quý. Cái con chim nào mà nó phải ăn đứt mấy cái con chim bên nhà anh cha Hai Lúa mới được nha. Vậy hả? Ừ. Rồi, đây. Chim kiển. Ui, quá trời luôn nè. Được coi. Đó, chú mặc sức mà lướt. Đi cái con này đẹp nè. Cần ra đi một em trĩ bảy màu. Trọng lượng 500 gram, tức nửa ký. Giá 30 chai. Chơi gì nổi mày? Chim có nửa kilo mà 30 triệu. Thôi đâu mắc quá. Trời, chim kiển mà. Thôi kiếm chiêu khác cho tao đi. Ê, hay là chú chơi đại bàng đi. Ừ. Đại bàng á, được mệnh danh là chúa tể của bầu trời. Tao thích chơi mấy con chim mà nó hót véo von cho nó vui. Tao không có thích nuôi chim sát sanh. À, rồi rồi, để con kiếm.
chim thanh lý. Chim ấy? Chim, tao mua chim quý, tao không mua chim thanh lý. À, rồi. Chim thanh lý quý. Ờ, chim thanh lý quý. À, gà, có luôn. Nè, nè. Ê, cái con này được à. Cái con này tao kết nè. Mà giá cũng phải chăng nữa. Rồi, rồi, rồi. Giờ làm sao liên lạc với nó vậy? Đây, đây, đây. Có ghi số điện thoại dưới này luôn nè. Gọi liền giùm cho chú đi con. Dạ. Chim trong vườn chim bay ra, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim... Ủa, bà mới đi chợ về hen? Đi chợ nắng không bà? Ông làm gì mà lấm la lấm lét vậy? Tôi có làm gì đâu. Mệt. Đứng lại. Đứng đó. Đâu có làm gì đâu. Ấy, thì bà nấu cơm nước rồi lát trưa tôi về ăn. Không, đứng lại đó. Đi qua đây. Cái chị. Giấu gì trong đó? Sợ hết hồn đi. Có giấu cái gì đâu. Cái gì vậy? Đưa đây. Cái gì vậy? Từ từ rách. Để tôi đưa ra. Rách bây giờ. Đưa. Nè. Trời đất, ông lấy sổ tiết kiệm làm gì vậy? Thì thích làm. À, ông có con nào ở ngoài đúng không? Tào lao. Nói. Ông đang nuôi con nào ở ngoài? Bà thôi giùm tôi con gái đi. Cái đầu bà không biết chuyện gì khác ngoài cái chuyện ghen thôi phải không? Tôi đi mua con chim về tôi nuôi. Rút tiền trong này ra. Thôi tôi đi ạ. À. Ông tính nuôi chim hả? Chứ bà nghĩ tôi nuôi con gì? Tôi nuôi một mình bà là muốn lên bờ xuống ruộng rồi. Bộ tôi khùng hả? Tôi rước con nào về đây nữa? Nuôi con chim. Ờ. Nuôi chim thì được. Ừ. Chứ nuôi con nào khác là chết tôi nghe chưa? Biết rồi. Ủa chú có biết chơi chim nữa hả chú? Chơi chim là cái thú vui tao nhã. Nó thể hiện đẳng cấp của con người mà. Biết chứ sao không biết. Vậy chú mua con chim này đi. Giá này rất tốt quá chú. Nó hót rất là hay. Nếu mà không hay hả là con không bao giờ lấy tiền của chú đâu. Thiệt không? Thiệt. Không nói dối gì chú. Chứ con đang kẹt tiền, cho nên con mới muốn bán nó. Chứ thật ra con tiếc lắm chú ơi. Con bảo đảm với chú, chú sẽ nổi bật nhất trong hội những người chơi chim. Thằng này nó nói đúng, chơi là phải chơi cho người ta nể mình. Đợt này ông Hai Lúa làm sao mà chơi lại mình được. Được rồi, thử một lần chơi lớn của thiên hạ có trầm trồ hay không. Tôi lấy con chim này. Trời đất, con chim nhỏ xíu vậy mà ông mua cả chục triệu hả? Vậy là rẻ đó bà. Có nhiều con chim nha, cả trăm triệu đó. Rẻ cái gì mà rẻ. Trời ơi, con chim có chút ép hà mà tốn cả chục triệu. Bà nhìn hí hí thì làm sao bà thấy được cái vẻ đẹp của con chim quý. Để tôi mở cái lớp che này ra, bà sẽ tận hưởng con chim nó đẹp cỡ nào. Thôi, dừng lại đi. Tôi không có xem gì hết á. Tôi xem một hồi tôi điên lên á. Tôi đem ra tôi roti bây giờ luôn á. Mệt hả? Tào lao không? Con chim ta mua cả chục triệu đồ roti. Không biết gì hết trơn hết trời. Sao? Ủa? Rồi chú Sáu? Qua nào? Ủa qua. Ê, mày làm gì mày? Cho con coi con chim đi. Thôi. Ê, cho coi thử nó có đẹp hơn con chim của bác Hai Lúa không? Coi hí hí thôi nghe. Dạ. Được rồi mày, coi nhiều quá mất màu con chim tao. Thấy rồi. Sao? Đẹp hơn chim mà không? Đúng là chim quý. Tao nói thiệt với mày, con chim này nè, nguyên gáp xẻo lá, không có kiếm được con thứ hai đâu. Chính xác luôn, quá đẹp. Đẹp hơn con chim của bác Hai Lúa chắc chắn luôn. Chứ sao? Nè, uống miếng nước đi. Hồi con không uống đâu, con ăn cái này. Mày ăn gì vậy? Cút chiên bơ.
Cút gì mà bự như con chim chích cồ vậy mày? Tao biết ngay. Trời ơi. Trời ơi. Sao không để con át xì đi? Tự nhiên lấy cái nón của chú Sáu úp vô, thúi quắc à. Mày át xì lỡ lây bệnh cảm cho con chim tao rồi sao? Mày biết con chim tao là con chim quý mà. Gì mà tự nhiên trầm ngâm hả? Cùng là một loài chim mà mang hai số phận khác nhau. Một con á thì cưng như trứng, hứng như hứng hoa. Một con á thì được đưa vào chảo chiên bơ. Chim mà còn như vậy, huống chi là người. Tự nhiên bữa nay triết lý nữa. Chú Sáu. Gì? Bây giờ á, mình chụp hình con chim này đăng lên Facebook. Có của quý á là mình phải phe để cho thiên hạ trầm trồ. Có lý nha mày. Phải chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội để cho bà con biết được là Sáu Lắm này có một con chim quý. Chụp đi, chụp đi. Rồi rồi rồi. Bây giờ sân đang nắng đẹp, xách con chim ra ngoài, mở ra chụp. Đi. Dạ dạ. Chụp cho nhiều kiểu vô. Đi 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 đi. Treo đây ngay nữa. Từ đó qua đây. Này bán cũng được hơi bộn á. Bên đây cái nữa. Quá đẹp. Mày ngó gì vậy? Thiếu sót. Quá thiếu sót. Uống cà phê không lo ngồi uống. Đi tới đi lui, tới đi lui. Ngó cái gì? À ruột học, ruột có thấy quán của ruột thiếu thiếu gì không? Có chứ, quán tao luôn luôn thiếu, thiếu tiền. Không nhắc tới tiền bạc được không? Nhắc tới là tiền, nhắc tới là tiền à. Nè, tao nói cho mày nghe nha, không có tiền là tao chết chắc. Sao không nhắc được? Nhất là mấy đứa mà thiếu nợ tao á, tao nhớ dai lắm. Con đang nói chuyện nghiêm túc. Nè, quán của cô á, nhìn đi. À, quán á là quán sang vườn. Ừ. Bây giờ á mình á đã có vườn, có cây hết trơn rồi. Rồi đó đó đó, còn có hòn non bộ, tiếng nước chảy gốc rách rồi phải không? Bây giờ chỉ còn thiếu cái nữa là tiếng chim. Nhấm nháp ly cà phê, cái bắt đầu mình mua vài cái lồng chim gì mình treo đây ha. Nghe thêm tiếng chim nữa, nó vui tai sao á. Mày rảnh lắm, lo đi suối bậy cơ mà. Mày nghĩ sao á, tao lo cái quái với cái thân tao còn chưa xong, hơi đâu lo cho chim chứ. Đúng là phàm phu tục tử. Thôi vậy mày thần thánh á, mày trinh mây, mày cao siêu quá. Mày đừng ăn cơm, đừng uống cà phê nữa. Mày ra ngoài mày uống nước sông, nước hồ, uống hết cái trời mày sống đi. Bao năm nay tôi vẫn hết mà. Mối này không ngon rồi, mình phải tìm mối khác. Ở đâu ra quen được thằng bán chim, mình phải nắm bắt cơ hội này chứ. Đó ha. Uống nước đi. Dạ cảm ơn anh. Ở chim đẹp, mở ra cho ngắm coi coi. Đâu có được anh. Chim này là chim quý sự tộc. Nó là nó tránh gió kỵ mùa sương dữ lắm. Bây giờ mở ra rồi nắng gió lỡ nó bệnh sao? Với lại tôi nói anh đừng buồn nha. Dỗ mặt anh nó dữ quá. Chim tôi thấy mặt anh nó quảng luôn. Nó không hót luôn là chết tôi luôn. Mày nói quá. Tiếc. Tôi tính vậy nè. Đợi đi. Đợi chừng nào mà có cuộc thi chim quốc tế á. Tôi xách chim tôi với chim của anh đem ra ngoại thi. Tôi mà hạng nhất anh cũng hạng nhì. Thôi. Chim mày là chim quý sợ tộc. Chứ còn gì nữa. Chim đẹp thì mày đi thi đi. Còn chim tao nuôi chơi. Để cho nó hót nghe. Đỡ buồn vậy thôi chứ thi thố gì mày ơi. Thì tôi rủ vậy thôi. Đi hay không là tùy. Chắc không đi. Sao? Hôm bữa thấy con chim nó có thích không? À. Cái đó là ông chú tôi cũng mua.
Tôi đâu có biết gì đâu. Ê, mà tôi thấy ông khoái lắm á. Vậy hả? Ừ. Thì bây giờ ông có mối mang nào giới thiệu cho tôi, tôi bán được, tôi gửi qua Hồng cho ông. Sao? Có đồng ý không? Bạn tìm đúng người rồi đó. Chứ sao rồi? Chú sao? Mắt con chim, mắt chim, mắt chim. Ai bắt chim tao? Ai bắt chim tao? Hả? Còn con chim. Ủa, con mà. Ai bắt chim tao? Giỡn giỡn. Mày giỡn hả? Dạ. Mày giỡn. Mày giỡn không có vui nha mày. Mày biết tao bị bệnh tim không? Dạ dạ, con xin lỗi. Thôi chết ra đi. Ê, cái mặt mày không có cửa ngồi gần chim của tao đâu. Qua đây làm chi đây? Qua chơi. Ủa, mà nhà chú Sáu đi đâu hết trơn rồi? Có mình nên chú nằm ngủ vậy? Bà đi về bên má bà rồi. Từ ngày mà tao thỉnh con chim này về nè, là bà giận tao, bà không thèm nhìn mặt tao luôn. Bà cuốn đồ về bên má bà rồi. Làm như con chim mày về cái nhà này là thế chỗ bà vậy đó. Chết cha, gia đạo lục đục. Mắc gì đâu lục đục. Trời, tình hình này là căng lắm á. Có gì đâu mà căng con. Đàn bà mà, giận được mấy ngày, ít bữa cũng về hả? Chú sao? Gì? À, con có cách này làm cho thím Sáu hết giận chú. Cách gì? Chú mua vòng ngà voi với răng cọp đeo vô. Chi? Đảm bảo thím Sáu hết giận chú liền. Là tao đeo mấy cái đó vô là bả sợ tao, chứ tao không còn sợ bả nữa hả? Dạ đúng rồi. Sao mày biết? Tại vì á, con nghe người ta nói á, đeo cái vòng ngà voi với cái răng cọp vô á, đạn bắn á còn không trúng nữa. Thì đúng rồi, đạn đâu có bắn trúng cái ngà voi với răng cọp đâu. Bắn trúng đầu, trúng mắt, trúng tay, trúng chân mới chết thôi. Không, con nói thiệt. Tại vì á, răng cọp với vòng ngà voi là thể hiện quyền uy. Mà tao lao á mẹ ơi. Thôi tao không có chơi ba cái thứ đó mẹ ơi. Đi về đi. Chứ sao? Sao chưa chịu về, ngồi đây hoài vậy? Chưa cho con nghe con chim hót được không? Trời, chim tao là chim quý sài tộc, chứ không phải con chim cơm bình dân. Không phải cái mặt nào nó cũng hót cho nghe đâu mày. Nó chỉ hót cho những người đẳng cấp nghe thôi. Mặt mày không có cửa. Vậy chú cho con coi con chim của chú đi. Sao mày lại phiền quá, mày đi về mà. Đi về. Sáu ơi. Ê, ông Mèn ơi. Dạ. Mèn ơi, bữa nay rồng tới nhà tôm ngồi chơi đi. Ê, mang lộn dép rồi mày. Rót nước cho anh Tân đi. Rồi, cảm ơn. Ủa, bữa nay anh cán bộ xuống nhà tôi có chuyện gì vậy nè? À, anh Sáu, hôm nay tôi xuống đây gặp anh là cũng có chút chuyện quan trọng. Dạ. À, tôi nghe nói là anh đang sở hữu một con chim rất là quý, không biết là có đúng hay không? Trời ơi, mày thấy chưa ba lít? Mày thấy bây giờ cái danh của Sáu Lắm là nổi như cồn nhất cái xẻo lá này rồi. À, thì hôm nay tôi xuống đây... Đâu đâu, khỏi nói vậy tôi biết à. Xuống đây đặng đưa giấy mời tôi đi đăng ký hội thi chim đúng không? Rồi cho tôi xin tờ. Đây, coi kỹ đi. Rồi. Rồi, ký vô. Dạ. Quyết định lập biên bản mua... Ủa, có lộn không? Cái tờ đăng ký thi hội thi chim á. Thì đó đó. Đúng rồi, cái này biên bản mà, lộn rồi. Không có lộn đâu. Đây là biên bản xử phạt anh về tội vi phạm về việc mua bán động vật quý hiếm trái phép. Trời ơi, sao thảm não vậy Sáu? Uống cà phê mày ơi, cà phê cho đỡ buồn. Thôi anh ơi, giờ này ăn uống gì nữa anh? Nói thiệt chứ anh giờ ăn thịt rồng cũng không thấy ngon nữa.
Thôi, cái chuyện của mày tao hay hết rồi. Cái gì nó mất thì nó cũng đã mất rồi. Rồi chi nữa. Nhưng giờ mất tiền, mất chim, mất bạn, vợ chửi tôi tối ngày sáng đêm. Thì đàn bà mà, mất tiền mất của ai không sót. Mà cũng mày nữa. Mày mua ba giống chim quý hiếm chi? Chim người ta cấm nuôi. Đó, cũng may là mày không biết nha. Mày mà biết đó, mà mày cố ý mày nuôi đó, tội mày còn nặng nữa đó. Bữa giờ tôi đang canh nè, tôi lôi đầu cái thằng mà bán con chim cho tôi nè, mà tôi không thấy nó luôn. Tôi phải bắt nó đền cho tôi mới được. Trời đất ơi, nó bán được mày là nó mừng muốn chết luôn rồi. Đi mất tiêu mà sao mày kiếm được nó? Mày đứng, mày vô đây mày. Trời đất ơi, thập thò trước nhà tao đó. Ê mày gan hả? Vụ gì á? Mày còn dám giác cái mặt qua nhà tao luôn á hả ba lít? Con qua nhà chú Sáu chơi thì con mang cái mặt con theo chứ. Con đâu có bỏ nhà được đâu chú Sáu. Rồi thằng bạn mày đâu? Cái thằng mà mày giới thiệu bán con chim cho tao đâu? Nó quỷ Facebook với con rồi. Trời, mày không nghe, mày không nghe, đầu đuôi cũng tại mày nha. Ôi mà chú Sáu kỳ quá à, sao chửi con? Chính hôm bữa là chú Sáu kêu con chụp hình nè, rồi cái kêu con đăng Facebook để cho thiên hạ trầm trồ. Bây giờ cái tự nhiên la con à. Rồi tao biểu mày làm gì mày làm đó hả? Mày trách ba lít không cũng không có đúng đâu. Tao nói cũng mày nữa. Mày bưng con chim mày đi tới cái nhà này nhà kia, mày nổ hết cả làng cả xã này. Sao không thấu tay tới chính quyền địa phương được? Mà thôi đi mày ơi, mất thì nó cũng mất rồi. Rút kinh nghiệm bài học, mai mốt muốn nuôi con gì đó phải tìm hiểu nguồn gốc cho nó kỹ hay nuôi. Nuôi nhầm cái con của người ta cấm, mai mốt mất cả chị lẫn chài luôn đó. Em biết rồi, em tính kỹ rồi. Em sẽ nuôi cái con mà chính quyền không cấm. Cái gì? Con két. Chính quyền đâu có cấm nuôi con két đâu. Giờ tôi mua con két về, cái tôi dạy cho nó nói chuyện, nói trong nhà trong cửa cho nó vui. Trời ơi, con vợ mày đó nó nói mày nghe chưa chán rồi sao mày còn kiếm thêm con két nữa, nó nói sao mày chịu nổi. Chú Sáu, cái gì? Còn có thằng bạn, nó bán két. Trời ơi, nó hót, thánh thoát lãnh lót luôn chú Sáu. Bạn mày nữa hả? Tèo ơi, mày đâu rồi Tèo ơi? Chú hai. Trời Phật ơi, mày sửa xe rồi mày không có đây rồi ta tới ta sửa là sao? Con thấy ngoài kia người ta câu cá vui quá chạy ra coi. Vậy đó hả? Dạ. Rảnh hả? Rảnh. Giờ không biết rảnh rồi. Chú hai đâu ạ? À? Ủa tao đi đâu tao đi chứ, dò khẳng của tao, tao muốn đi đâu tao đi chứ, mày hỏi chi? Phải, tại thấy bình thường giờ này chú hai uống cà phê rồi sao nay ghé đây vậy? Nghe nói mày đi học sửa xe làm ăn được cũng được quá, chúc mừng mày vậy thôi. Chú hai muốn biết được hay không á, mời vị khách đầu tiên vô trong tiệm ngồi lấy hên. Rồi. Ui, bác hai. Thêm một người rảnh rỗi tới nữa kìa. Mới gặp hết thích thấy không vui nè. Sở thích của con mà. Ê, công nhận cái tiệm mày rộng gì mà ế quá ha. Chú hai, không phải tiệm con ế đâu. Ế đồng ế, tại không có người sửa chứ ế đâu. Bác hai biết sao không? Tại xe con xịn quá, chứ bãi xe con cũ á, con đem vô con sửa, ủng hộ nó. Ừ, ai thèm sửa cho mày. Chú hai, ừ? Tiệm con không có ế. Mấy bữa trước á, cũng đông khách lắm á, xe hư ra vô hoài à. Mà sao tự nhiên nay không biết ai mở hàng, mà sao sáng giờ không có xe cộ gì hết trơn. Ừ, sáng giờ ba lít có đi ngang không? Con mới tới luôn á. Tao thấy mày nên học thêm nghề đi, chứ có một nghề gì đói chết à. Nghề gì nữa chú hai? Nghề lái heo á, với chích thuốc cho heo, với thiến heo luôn. Ủa, có thiến heo nữa hả chú hai? Thiến heo luôn, bởi vì xóm mình bây giờ tao thấy bà con ta nuôi heo nhiều á. Đúng rồi, heo á là bây giờ bệnh không phải là bệnh một con đâu, bệnh cả bầy luôn. Bây giờ heo bệnh nhiều lắm, mới bệnh dịch tả châu Phi nè. Còn rảnh nữa đó, thì tao thấy mày á, chạy xe đo ôm trở về người cũ đi. Chứ giờ sẵn có máy bơm nè, mày mua bong bóng á, mày bơm mày treo đây nạn nít qua lại nó thấy nó mua, phải không? Dạ rồi, cái bình bơm của người ta để dành bơm bánh xe, không bơm bong bóng gì trời. Kệ đi, để không làm gì, chứ nào có xe thì bơm, chứ mày không có xe mà để hoài đó hả? Vậy ha. Ừ. Mà cũng đúng ha chú hai, kiểu như là mình thủ sẵn 3-4 nghề mình bỏ túi, cái hết nghề này cái mình lật qua nghề khác liền. Đúng rồi, bây giờ nó phải nhiều nghề mới được, nghề này ế mày còn nghề khác. Đó giống như là cái con người nó như cái tiệm tạp hóa luôn. Thì đó coi như tạp vụ đó, tạp những nghề này ế mình chở qua nghề kia, chở qua chở lại, giống như mình chở bánh phòng bánh chát. Bây giờ đóng nghề thì sống, một nghề thì chết mình thôi. Thank you.
Trời Phật ơi, hết thùng hết tía. Mấy giờ? Dơ quá, bây giờ không ai sửa xe phải. Mấy giờ? 9:05. Chú hai, con có cái trò chơi bói hắt xì này vui lắm nè. Trời Phật ơi. Đây nè, chú hai coi đi. Nó để trong đây là từ 7 giờ tới 9 giờ mà hắt xì á, là con đang có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Đúng rồi, này nó nói hay nè. Bị sáng giờ chưa có ai sửa xe thì mày buồn phải rồi, chứ không lẽ giờ mày vui. Không, mở này đúng lắm chú hai, con coi mấy lần hay lắm. Ủa mày gì hả? Không, chắc Tèo nó cũng nói đúng á bác hai ơi. Ê, phần mềm gì đi mày chỉ tao với. Nè nè, cái tên của nó nè. Tải đi. Đi đâu chú hai? Đi uống cà phê chứ đâu. Sao nãy nó không uống cà phê ghé đây chơi con? Nãy tính qua đây chơi với mày cho nó vui. Mà thấy không vui rồi, có người lạ tới tao thấy không vui rồi, thôi đi tìm thuốc vui. Chú hai. Ôi, hai ba chừng ơi. Thiệt á, hay lắm luôn á. Ba người. Chú hai đi rồi, chú hai nói người lạ, không lẽ nói tao trời. Đương nhiên không lẽ nói tao. Có khách kìa. Ê, nắm gạo kìa. Thấy chưa, tao mới coi bói xong là giải hàng liền luôn á. Chào quý khách. Anh coi dùm chiếc xe với. Ừ, để đi anh coi cho, nghề của anh mà. Chào cưng. Ủa, anh Malik, anh định học sửa xe hay sao mà anh ngồi đây vậy? Ừ, anh qua đây bàn chuyện kinh doanh với thằng Tèo. Anh định khởi nghiệp. Gáo. Dạ. Malik ra, nó tính khởi nghiệp mà nó chưa kịp khởi nữa, nghiệp quật nó rồi. Tào lao. Mấy anh vui quá hả? Chết rồi gạo ơi. Sao vậy anh? Chiếc xe em nó hư nặng lắm rồi, không có sửa liền được. Giờ em để đây đi, rồi anh tháo ra anh sửa hết, ngày mai anh đưa cho. Trời trời. Em cứ yên tâm đi, để cho thằng bạn anh nó sửa. Nó không có luộc đồ của em đâu, em sợ. Anh Malik. Gì em? Em thấy chợ cũng gần á, hay anh chở em đi chợ dùm, em mua đồ xíu à, cái em về liền, được không anh? Được. Chiếc xe có vô lăng thì anh ba lít có ga lăng. Dạ. Đi. Dạ. Anh coi xe giùm em nha, em đi chợ. Đi anh sửa cho. Dạ. Đây. Đi nghe Tèo. Ừ. Anh ba lít, anh chơi với anh Tèo lâu nay á, anh thấy anh Tèo có bộ chưa? Ê, nhà anh gì á? Ý mà anh, ngừng lại. Tại hồi nãy á, má em có dặn là đi mua tỏi cho má, mà em quên rồi. Hay là bây giờ anh chở em tới đầu chợ, xong rồi em mua tỏi xong cái mình về liền nha. Em đảm đang thiệt ha. Mà em nói má em ngưng ăn tỏi ngày được không em? Hả? Nói chơi. Chú hai, sao uống cà phê rồi quay lại? Tao quên nón là lấy nón được không? Ừ, dạ được. Ủa xe hư sao không sửa ngồi đó dòm? Ủa hư nhiều lắm hả? Đâu có đâu, hư có cái thắng nè. Có thắng sao không sửa? Không biết sửa, đời ông sư phụ vậy không sửa luôn. Trời đất ơi, học sửa xe mấy cái cơ hội này nè. Không có ông chủ ở nhà, xe hư mình banh ra mình nghiên cứu mình sửa, mình mới cứng nghề được chứ. Đợt trước con banh chiếc xe kia rồi. Đó anh ta gì? Định cái thắng. Thì đó, học nghề nào cũng vậy, cũng phải có vốn mày ơi. Học sửa xe có vốn gì chú hai? Đợt đền xe anh ta chứ gì? Mày phải đền 5-7 chiếc xe gì nè, mày cứng nghề được. Banh ra đi, coi dây điện gì đó, cắt đi. Rồi đền anh ta, nghiên cứu thêm nha. Trời đất ơi. Anh chở em vậy á, anh có thấy nặng không? Đâu, anh không thấy nặng mà anh thấy bị dư nước á. Tại nãy anh đợi em mua đồ á, cái anh uống 2 trái dừa luôn, nên giờ. Rồi anh có sao không? Rồi bây giờ phải kiếm chỗ nào tấp vô chứ thôi là nước tràn bờ đê luôn á em.
đợi anh xíu nha. anh cứ đi lo công việc đi, ở đây em canh cho. Tự nhiên đi, anh cứ tự nhiên đi. Trời ơi, xe gì mà nặng dữ vậy? Cao dữ vậy? Xe tay ga giờ xịn dữ vậy ta? Trời ơi, thích quá. Trời ơi, sao? Ôi trời ơi, em, chiếc xe em có sao không? Trời ơi trời, chết luôn rồi. Tôi té muốn chết luôn, không lo lo chiếc xe. Ôi trời ơi, em chưa làm ngã xe nữa, anh làm ngã xe rồi đó. Mới có hơi hơi thôi. Chết xe tôi luôn rồi. Tao không hiểu sao dính tới năm gạo. Không đổ thừa con người ta. Anh Tèo, xe của em á, anh sửa xong chưa? Để lấy xe hả? Dạ. Xong rồi đó. Dạ, có em nhiêu anh? 80 ngàn à. Em gửi anh. Rồi, cảm ơn em nha. Anh Ba Lít. Kêu tôi hả? Dạ. Ủa, ngày nào anh cũng qua đây hết trơn á hả? Qua học lớn nghề sửa xe, để lỡ chạy có té tự sửa. Ừ, anh giỏi vậy. À, mà thôi chào anh, em về nha. Thôi về đi, bye bye em nha. Dạ. Rồi chạy luôn ngon. Đúng là xui thiệt. Ê, coi sửa xe cho tao, tao còn đi chơi nữa. Nhanh đi. Ủa, chứ không phải ở lại học lén hả? Thôi, để đi nghiên cứu tình hình học sửa máy cài, máy xúc. Vậy mới đúng tầm cỡ của tao. Chị cảm ơn mày nghe. Vậy tao đỡ đối thủ cạnh tranh mày ơi. Có ai trời? Không lẽ có ông sư phụ? Mà ông sư phụ cũng có vợ rồi mà, đâu ai tặng tao đâu. Vậy tặng cho mình. Ôi, chắc ai ái mộ mình quá à. Có lá thơ nữa nè. Gửi người đàn ông đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Trời, ai nhận ra nếp đẹp tiềm ẩn của mình vậy trời. Anh biết không, bao đêm em thao thức ngóng trông, ngày dài em vẫn đợi dù lòng đầy bão giông. Tình em như nước dâng cao, anh ơi có biết không? Ủa, nói gì vậy? Thơ kỳ cục vậy. Cái này là gáp đó nha, a hi hi. A là gáp là phải đọc theo kiểu gáp hả? Anh biết không, bao đêm em thao thức ngóng trông, ngày dài em vẫn đợi dù lòng đầy bão giông. Tình em như nước dâng cao, anh ơi có biết không? Có biết không? Có biết không? Có biết không? Không. Ủa, mày bị gì nói vậy Tèo? Chú hai. Bị gì á? Có người tặng quà với viết thơ cho con chú hai. Trời đất ơi. Trời, cảm giác mà được nhận quà với nhận thơ nó đã gì đâu chú hai ơi. Chú hai ơi. Hả? Ngày ấy cũng đã đến. Má ơi, con sắp trả nợ cho má rồi. Ủa, nó có cho tiền mày nữa hả? Đâu có. Con nợ má con một nàng dâu. Lần này con sẽ cưới dâu cho má con. Chúc mừng mày nha. Mừng mày có nguy cơ thoát ế nha. Thì nữa con mời chú hai ăn đám cưới nha. Để tao suy nghĩ lại coi có nên đi hay không nữa. Ủa, chú hai đi đâu ạ? Tao đi công chuyện. Ủa mà tao đi đâu mày hỏi làm chi? Con hỏi thì con quan tâm chú hai chứ đâu phải nhiều chuyện đâu. Tao đi kiếm người nhiều chuyện mà giờ mày nói mày không nhiều chuyện thôi tao về. Chú hai. Có nhiều không? Có. Thôi đi mai đi tối à. Gì hả? Chú hai. Dạ. Chìa khóa tao đâu? Ai biết. Giấu gì? Đâu có gì đâu. Coi coi. Không có. Sao có cái bọc không vậy? Ừ, thì cái bọc thôi. Mày cầm gì nữa coi coi. Mày giấu khóa tao. Không có. Trời ơi, chìa khóa bỏ trong bóp luôn. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái bóp. Ai tặng cho mày?
Chắc là ai thầm thương trộm nhớ tao á. Ủa mà sao nhỏ nào tặng vô duyên vậy? Sao vô duyên? Tặng cho mày cái bóp nè. Có bao giờ mày có tiền đâu mà tặng cái bóp. Dám mày đâu. Ái người ta ngại, người ta chưa dám thổ lộ á. Ủa sao mày không điều tra đi? Ở Xẻo Lá này có mấy đứa con gái à? Mày điều tra cái ra liền. Biết ai đâu điều tra. Mà tao thấy cái này tao không ưa rồi. Con gái gì mà đi tặng quà cho con trai, làm mất quyền lợi của con trai hết à. Mắc cười mày quá à. Ai biểu tao có duyên ngầm chi. Mà không được mày ơi. Cọc gì mà đi tìm trâu. Thấy đi cua trai là thấy ghét rồi đó. Ôi mẹ ơi, khó ưa khó chịu như mày bởi suốt đời ế hoài là phải rồi. Độc thân không phải là ế, vì đang bàn mưu tính kế để cưa. Cái ông ba lít này tôi thích thì tôi tỏ tình với anh Tèo trước, có sao đâu chứ. Đàn ông là phải chủ động, hiểu chưa? Gạo. Xe bị gì vậy? Em không biết nữa, tự nhiên đề nó không chạy nữa. Anh coi giùm em đi. Để anh coi cho. Lần này mà mình sửa được chiếc xe, về xin ông chủ cho ra nghề luôn. Em tường thuật lại cái quá trình diễn biến của chiếc xe bị hư gì đàn anh đóng bệnh. Trời ơi, thì em đang chạy, em muốn hạ ga cái nó đứt con chuột luôn à. Ủa con chuột là con gì trời? Mà nó có kêu kịch không? Hình như là có. Rồi, vậy là anh biết nó bị gì rồi. Gì mà men lì dữ vậy trời. Sửa xe thôi mà cũng đẹp trai nữa. Nó bị gì anh? Anh cũng không biết bị gì nữa. Anh chưa đại à? Dạ có chạy. Thử rồi. Được rồi nè. Ê, có em nhiêu tiền vậy? Thôi, tiền bạc gì, anh sử dụng á. Về đi. Cảm ơn anh. Về đi. Đi. Rồi, chạy đi. Người đâu dễ thương dữ chạy. Đó. Quá. Mười giờ bảy phút thứ sáu, sự nghiệp hanh thông, chuẩn bị đón nhận tình yêu với người ấy nhé. Công nhận hát xì tới đâu là đúng tới đó luôn á. Sao rồi? Người gọi rồi. Để tao đề thử coi nha. Trời ơi, mày biết sửa xe không vậy mày? Biết sao không? Chiếc xe tao á, cái lúc mà chưa sửa nó chỉ đổ gì đã bát thôi. Bây giờ qua tay mày thành bơm nguyên tử luôn rồi. Ôi mày ơi, không phải tại tao đâu. Tại xe mày hết xí quách chứ bộ. Đổi xe mới đi. Tao nói thiệt với mày nha, chỗ bạn bè tao không làm như mày, chứ người khác người ta đập vô mặt mày đó. Mắc gì quýnh tao. Mày nên đi học sửa xe tay ga giùm tao đi. Cái cơ chế của chiếc xe số với chiếc xe tay ga nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ mày không có một bên mà sửa bên kia sao được. Từ con trâu lành thành con trâu què rồi.
Thôi mẹ, biết gầu nó hoài. Anh Tèo, anh đi đâu vậy? Anh đi học sửa xe. Trời trời trời, giỏi vậy, già còn đi học nữa. Già đâu già, anh còn chém ăn à. Mà người ta nói là học, học nữa, học mãi. Cho nên bây giờ anh đi học sửa xe tay ga. Ghê. Tí má em á chuẩn bị mua xe cho em á. Hay là để cho em về em chạy. Lâu lâu á em chọt cho nó hư rồi mang qua anh sửa cho em nghe. Trời ơi, công nhận em có hiếu với tí má em ghê á. Anh Tèo. Cái gì vậy? Mà sửa xe tay ga có khó không? Khó chứ, khó quá trời quá đất luôn á. Xe tay ga nó khác xe số này. Nhưng mà được cái anh Tèo thông minh sáng dạ, cho nên học gì cũng lẹ, cho nên cũng không có khó lắm. Bởi vậy em nói mà, cái xóm xẻo lá này á, chỉ có duy nhất một mình anh là người đàn ông vừa có chí và vừa có khí nữa. Anh ba lít á còn thua anh nhiều á. Đúng rồi, em nói có lý. Hèn gì anh được tặng cái quý. Cái gì? Anh được tặng cái bí. Là cái bóp á. Anh mờ đặc biệt nha. Làm như ai ái mộ anh hay gì á. Tặng cái bóp mà không có ghi tên. Mờ còn tặng cho anh cái bài gáp nữa chứ. Gái mà biết gáp luôn. Ê, em biết sớm mình ai gái mà biết gáp không? Không. Tiếc quá. Anh mà biết ai tặng cho anh cái quý như cái bài gáp đó, chắc anh yêu luôn quá. Anh Tèo. Gì? Em thấy á, anh vừa dễ thương nè, vừa hiền lành nữa. Mà tại sao á, anh chưa có vợ vậy? Thôi em ơi. Hả? Chuyện vợ con là chuyện duyên nợ. Anh cũng muốn có nợ lắm mà duyên chưa tới. Trời ơi trời, Duyên đang đứng thù lùi một đống đây mà không thấy hả chị? Duyên đâu? Đâu thấy duyên dáng gì đâu. Bởi vậy thứ chậm tiêu, anh không có bồ là phải rồi đó. Nông gạo. Nông gạo. Yes, thành công rồi. Hay quá Tèo ơi. Ngưng. Ngưng. Chúc mừng chú hai. Trời ơi, tao nhảy mũi mệt muốn chết mà chúc mừng vậy. Trong cái điện thoại coi coi bói á, người ta nói là ách xì mà ba cái liên tục nghe là gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới. À mà cũng có thể có nghe. Sao? Tao cứ vợ chồng bảy cò cũng lâu rồi, mấy chuyện hay nhái nó có rồi đó. Đúng rồi, vậy là gia đình chú hai chuẩn bị có thêm thành viên mới rồi. Chúc mừng chú hai lên chức ông nội. Rồi cảm ơn mày nghe. Chú hai chúc mừng con đi. Ủa mày đâu có gì vui đâu mà kêu tao chúc mừng mày. Có, con mới sửa xe xong cho thằng Phi bóng nè, con chuẩn bị ra nghề rồi. Được mày. Thiệt mới tin luôn á. Anh Tèo. Con gạo. Anh. Hả? Anh đã tìm ra cái người mà bí mật tặng quà cho anh chưa? Chưa. Anh không thắc mắc ai hết á hả? Thắc mắc sao không? Mà chưa tìm ra manh mối. Anh không cái nghi ngờ ai luôn. Biết ai đâu nghi ngờ. Anh biết không, bao đêm em thao thức ngóng trông. Ê, giọng em đọc gáp cũng hay á. Ê, gạo. Sao cái bài thơ người ta viết tặng anh, sao em đọc lén hả? Em kỳ cục quá. Gạo ơi, em đừng nói với anh bài gáp đó em chứ em tặng anh nghe.
chính là em. Là gạo tặng bóp tặng gáp hả? Anh Tèo, anh có sao không? Anh không sao. Anh không sao vì anh thấy em sao. Em cũng dễ thương. Rồi sao nữa? Gạo ơi. Ơi. Gạo à. À. Gạo yêu ai cũng vậy. Yêu dùm Tèo, Tèo cảm ơn. Gì danh dữ vậy trời. Ok, em chịu nha. Đâu hết rồi bà ơi? Ủa, ông về rồi hả? Khát nước quá à, cho ông ly nước uống rồi. Ủa, tôi tưởng ông đi uống cà phê về. Thì đi uống cà phê, nhưng mà từ quán cà phê lộ về tới đây trời nóng nực nó khác nữa, chịu không có nổi. Một xíu làm thì ứng. Ông đi từ quán nước về đây à, mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó, làm sao ta chịu nổi. Ý bà nói chuyện có chút ác gì mà tôi rên rỉ chứ gì. Tôi không có ý đó. Lấy nước cho uống nghe. Trời ơi, làm ơn bước dài dài giùm tôi cái. Bà bước vô tới chỗ bà lấy nước ra tới đây cái tới chiều quá à. Chậm ứng thiệt chứ. Ông đi từ quán nước về đây à, mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó, mà sao ta chịu nổi. Bà này bà nói cũng có lý ta. Ta làm mà đồng cả ngày khát nước, nước đâu uống, cũng phải chịu thôi. Đó, nước của ông đó. Bà kêu ông Tám á, đi mua cho tôi á 4-5 cái thùng nước suối bự bự đi. Chi vậy? Bà không khát dữ vậy hả? Làm việc thiện. Dạ, con là Diễm Hồng. Con xin thần hoàng bốn cảnh, thần sông, thần núi, thần rừng, đất đai nhân trạch, thần tài thổ địa phù hộ cho quán của con được muôn may bán đắt. Sẵn tiện cho con xin một chút tình duyên con được khởi sắc một chút. Dạ, con tạ ơn các thần ạ. Gã ba thùng nè, gã tư thùng nè, cái đầu công thùng nè, chăm sáng thùng nè, trường học thùng nè. Một thùng á, một ngày cũng được mấy chục người uống đó. Tôi đi từ quán cô Hồng về đây mà tôi còn khát nước. Người ta đi làm cả ngày ở ngoài ruộng, ngoài đồng, ngoài đường đi vậy đó. Đã khát nước, nước đâu uống. Coi vậy chứ cũng đỡ lắm đó ông. Dạ, nước về nè tía. Ừ, giỏi con. Dạ. Rồi coi cái nào mới đem vô, còn nhiêu là để ngoài nha. Dạ. Mệt không con? Dạ, không có mệt má ơi. Mệt cái gì, cái thùng nước suối gì bà hỏi kiểu đó, bởi vì riết nó nhũng nhẽo. Tội nghiệp. Đáng lẽ mấy cái chuyện này á là thằng Bãi Cò nó ở nhà nó làm. Bây giờ nó có vợ rồi cho nên Tám nó phải làm. Kệ nó đi làm, tập thể dục thôi chứ có gì đâu. Ráng nghe con. Dạ.
thùng nào nó dư thì đem vô đây để mai để nữa. Còn nó vô để ngoài đó đi. Ừ, để ngoài đó sẵn mang đi luôn, khỏi mang nhà nữa con. Dạ, con biết rồi tía má. Dạ. Trời ơi, sáng giờ sao không có thấy móng khách nào vậy trời. Cái gì vậy trời? Nước uống miễn phí, mời bà con dùng tự nhiên. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời? Tại sao cái quán của mình, quán cà phê đây mà tại sao ai để bình nước miễn phí đây rồi ai uống quán cà phê nữa? Ai vậy? Ai mà chơi mình kỳ cục vậy? Còn để ca nước uống sẵn nữa. Cái này là có chủ đích nè, ha. Quá sức tưởng tượng. Những chiều lăng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chú ơi chú. Dạ. Nước này miễn phí hả chú? Ở nước miễn phí, uống đi thêm. Đây đây đây. Cho tôi xin ca. Đây đây, có liền phục vụ tận nơi luôn. Dạ, uống thoải mái đi. À, cảm ơn chú. Ừ. Nữa không? Nước mát quá à. Làm ly nữa nha. Dạ thôi đủ rồi, cảm ơn chú. Khi nào có đi ngang qua đây nè, khát nước thì ghé đi uống nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Hay là dài dài á, tôi cũng có để mấy bệnh vậy á. Dạ dạ. Ha? Ừ. Dạ thôi tôi đi, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Ừ, có gì đâu. Ừ. Khi nào có khát nước ghé uống nha. Dạ. Tội nghiệp bà con mình á, đi làm đồng, nước đôi đâu ngủ, giữa đồng giữa sái vậy nè. Có cái ca không mà tôi còn bình nước đâu, có ca không sao uống. Mày kiếm gì trên cây vậy Tấm Tàn? Con đi chơi. Mày rảnh quá à. Tao thấy mày kiếm gì trên cây á. Thì con kiếm cái bình nước uống này nè. Con sợ đứa nào nó phá phách rồi nó treo trên cây á. Bình nước nào treo trên cây? Mày làm như bóng đèn treo trên cây, trên cao. Ở trên cây cũng không có, mà ở trong bụi cũng không có. Vậy nó đâu ta? Thôi con về con Hồng. Dạ. Con về nha. Cái gì ghét. Ngay cái thằng mối ruột của mình á, mà nó còn không thèm uống nước của mình nữa. Hả? Mà đi uống nước miễn phí. Hỏi sao không ế chứ. Tía. Gì? Cái bình nước con đặt gần quán con Hồng á, mất nửa rồi tía. Mất nửa hả? Dạ. Trời đất ơi, hai ngày nay chỗ quán của Hồng mất hai bình. Dạ. Rồi mấy chỗ khác có mất không? Không má. Kỳ vậy kìa. Vậy ai lấy ta? Tía, con đang nghi là cô Hồng á. Cô Hồng bán nước, cô bà lấy nước làm chi? Ừ, đúng rồi đó. Không có chứng cứ, không có nghi quan cho người ta vậy được con. Dạ. Thôi, mấy thùng nước à, mất thì thôi. Mất, tôi không có tiếc. Mà không có biết người lấy mình mới tức đây này chứ. Mà chắc người ta cần người ta mới lấy. Mà nghiên cứu hoài không ra ai để mới tức mình. Chắc là cô Hồng không lấy thì chắc là ai đó đi đường, đi ngang thấy thùng nước sẵn ôm luôn chứ gì. Trời ơi, ở Xẻo Lá này người ta lấy cái gì chứ. Hồi nào giờ ai đi lấy cái bình nước gì kỳ. Có đó nghe tía. Trời ơi, nhiều khi cái tụi nào nó thái mái, tham lam, nó lấy hết trơn á. Vậy con giác mình nữa, ra ngoài đó để y đó đi. Nữa hả tía? Ừ, nhưng mà lần này chịu khó đừng có về. Kiếm chỗ nào kín kín, đứng rình để có ai lấy. Trời đất ơi, rồi không lẽ cái thằng ăn trộm đó tới khuya nó mới tới. Rồi con cũng ngồi đợi tới khuya luôn hả tía? Mày chịu khó đi, để con biết ai để tức cũng vậy à. Đi định bắt kẻ gian thôi mà. Mắc mớ gì đinh cái bình đầy chỉ cho nó nặng. Mình trên bình không đi cũng được mà.
Mình thông minh thiệt. Nói gì đi đi, còn suy nghĩ gì nữa. Dạ. Đi đi con. Dạ. Nói rất là quần quằn, thằng này thiệt tình. Ôi dạ. Trời đất ơi là trời. Trời hành trời phạt hay sao á. Ở nhà không ở, đi ra đây gình mò vậy nè. Mũi chích gần chết luôn vậy đó. Tôi mà biết ai mà lấy cái bịch nước đó ha, là tôi cho lên đồn ngay lập tức. Trời đất ơi, nữa hả trời? Cái bình nước này của ai vậy? Đem về giùm đi. Có ai không? Bộ giỡn với tôi thì sao vậy? Tôi mà biết được á, không yên đâu nghe chưa? Tụi bay không? Bưng bình nước cho tao coi. Mệt quá, cái bình không mà tưởng nặng lắm. Thì ra là con Hồng. Trời, không ngờ tính tình cũ như vậy luôn á. Nhà bán quán nước mà làm như thiếu thốn lắm vậy đó. Đi lấy cái bình nước của người ta đem vô để mà bán. Bó tay thiệt chứ. Nhìn gì vậy Tấm Tàng? Thì con đang nhìn cái mà cô đang nhìn đó. Ủa? Mà cái bình nước nó có gì trỏng mà cô làm gì cô xăm soi quá vậy? Tao đang điều tra coi ai là cái người từ bữa đến giờ phá đám tao không cho tao buôn bán nè. Ờ, rồi cô tìm ra thủ phạm chưa? Chưa. Tao đang điều tra dấu vân tay. Gì ghê vậy? Dấu vân tay luôn hả? Chứ còn gì nữa. Đây nè, mày nhìn coi. Mày có biết cô ai không Tấm Tàng? Trời ơi, cô nói chuyện nghe ngộ quá. Cô làm như con thám tử vậy. Ai biết? Chẳng lẽ bây giờ ta phải triệu tập cả cái xẻo lá này để tìm ra cái dấu vân tay của ai giống như cái này. Trời đất ơi, mày mạnh tay giùm tao quá Tám. Mày nhồi gì mà như nhồi đất sét để nắng đồ chơi. Được chưa tía? Nắng đi chừng nào mà mày, đó dẻo chút nữa là dẻo chút nào mà mày nắng được gì nè đó. Là được nè. Đó, gì nè, thấy không? Bóp mạnh đó mày làm gì? Chút đem bình nước ra mà đường lộ để mấy cho bà con đi ngang ra uống nha. Dạ, không biết rồi tía. Phải của mày không Tấm Tàng? Nè, cô đừng có nói bậy nha. Làm gì của con có biết gì đâu. Thôi phải thôi, làm dữ vậy. Giờ uống gì tao làm cho nè. Thôi giờ hết khát rồi, con đi về. Ghét. Không mờ chợ cũng đông. Mình phải tìm ra bằng được cái người phá mình không cho mình buôn bán. Đi vòng vòng cái xóm này, kiếm cho bằng được. Miễn phí. Trời đất ơi, đây nữa đó. Ai mà rảnh dữ vậy ta? Thêm một bệnh đây nữa. Ê,
ý với trời đất ơi. Đem mấy bình nước ra tới đây không muốn hụt hơi. Có con có cái lớn rồi mà không có thằng nào làm chuyện này tiếp mình hết trơn. Đám sai đi canh cái bình nước ngoài đó, giờ này không thấy về nữa, không biết có phát hiện được ai không hay đi chơi nữa rồi. Để ngay đây đi, người ta đi qua lại người ta thấy người ta uống. Ủa anh hai? Ủa? Không. Anh làm gì vậy? Để nước đây nè, để cho bà con đi qua lại người ta uống. Vậy là cái bình nước bữa giờ trong xóm là của tôi không đó? Vậy cái dấu vân tay trên bình cũng là của anh luôn á hả? Dấu trên cái bữa vô nhồi bột rồi tôi ôm này nó dính trắng trên này vậy. Vậy là anh cố tình anh ôm cái bình nước đặt trước quán em đúng không? Ủa trời đất ơi, cô nói gì kỳ á? Tôi đâu có bưng. Vậy của ai? Đám á, tâm tàn á. Tới kìa, tới kìa. Trời ơi tía, sao tía không để con qua con nghinh phụ cho? Trời ơi, đợi mày chắc tới khuya, khuya tối ai uống? Anh hai, anh có thù ghét gì em á thì anh nói, chứ làm gì mà anh chơi ác với em dữ vậy? Trời ơi, cô nói gì kìa cô Hồng? Mình quen biết từ nào giờ tôi thù ghét cô chi? Em á, buôn bán ở đây á là mấy chục năm nay rồi. Mà anh, bộ anh tính đạp đổ chén cơm của em hay sao vậy? Trời ơi, cô nói gì tội nghiệp tôi cô Hồng? Cơm là ngọc là ngà, mà tôi đạp đổ gì tẩu chết luôn à. Em tức quá đi à, em nói vậy mà anh cũng không hiểu nữa. Là sao? Tía, ý cổ nói mình đặt cái bình nước miễn phí trước cửa quán cổ, làm cho quán cổ ế á. Ủa quán cổ ế hồi nào tới giờ chứ đâu phải bình nước mình đặt cổ mới ế đâu. Anh nói vậy, ế gì mà ế chứ. Chứ em hỏi anh chứ, anh nghĩ sao Tấm Tàn á, nó bưng nguyên bình nước nó đặt ngay trước quán em, cái để nước miễn phí, mời bà con lại uống thoải mái. Em thấy cái chữ cái nước miễn phí nó còn bự hơn cái bình nữa. Hỏi sao người ta vô quán em ta uống được. Trời đất ơi, tôi dặn Tám nó để cặp bên quán cô xích đằng kia chút mà đừng lộ á, cho người ta thấy người ta uống. Ủa, con đặt ở đâu vậy Tám? Thì bữa đó con thấy nếu mà đặt ở ngay chỗ ngoài lộ á thì nắng quá đi, con mới đem vô cái bình nước vô trong quán của cổ cho nó mát. Trời ơi, chỗ ta bán quán mà mình đặt bình nước miễn phí vậy có sao được con, làm gì bậy nha. Phải rồi, mày thấy tao đơn thân có một mình phải không? Cho nên mày muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, chứ mày ăn hiếp tao đúng không? Trời, cô nói gì cô Hồng? Thì con cũng có ý tốt, con làm theo tí á con, để bình nước cho bà con người ta uống. Thì tao đâu nói mày xấu, nhưng mà mày muốn để cái bình nước á, mày phải để sao cho nó phù hợp. Chứ mày nghĩ sao á, mày đặt ngay trình ình như trước quán tao, mà sao tao làm ăn được? Ăn coi nồi ngồi phải coi hướng chứ. Ngủ dạ lá chịu đòn, tôi xin lỗi cô. Thật ra tôi cũng có ý tốt thôi, chứ tôi không có ý xấu gì hại cô đâu. Tôi muốn đem bình nước này ra nè, để về dài đang cho bà con đã khát nước, ta đi ngang có nước ta uống, làm phước vậy đó mà. Thiệt tình với anh á, thì cái lòng của em nó cũng tốt như anh vậy thôi. Em đâu có biết anh làm từ thiện giúp bà con đâu. Chứ nè em biết em cũng ủng hộ anh mà. Đằng này á, em không biết ai tự nhiên đặt trước quán em mà không nói cho em biết, cho nên em mới giận. Chứ nếu em biết thì em đâu có giận dữ vậy. Nhưng bây giờ hiểu ra rồi thì thôi không sao hết trơn. Mấy mốt có gì bình khác à, em đem để đặt quán em cho. Vậy đó hả? Dạ. Vậy hết giận phải không? Biết rồi không có giận nữa. Thôi vậy đi, mình cùng nhau đóng góp nhau gượng chút để giúp đỡ bà con lúc khó khăn mà cô Hồng. Má đi đâu vậy? Thì tính qua bên con nè, đồ ăn má mới nấu còn nóng nguyên à, đem về ăn liền nghe không? Con cảm ơn má. Ăn liền nghe không? Dạ. Ủa Bảo, sao mấy nay không thấy qua vậy? Dạ mấy bữa nay anh Bảy Cò phụ tía bưng nước qua bên chợ với bên bệnh viện á, không ai canh nhỏ hết nên con ở nhà ăn canh nó. Đường cái tía bay rảnh á, nghĩ ra nhiều chuyện cũng hay. Tốt. Mày kệ con, la làm đùm lá rách. Mình có nước uống, chứ có nhiều người không có nước uống á con. Ủa gì vậy? Mà má, mấy bữa nay á chị Sao Nhú có gọi điện cho má không? Có chứ, gọi riết gì, hỏi thăm mày nữa. Vậy hả? Hồi hôm bữa chị gửi cho thằng con của con mấy bộ đồ chơi dễ thương lắm. Vậy hả? Mà sao dạo này con thấy chị không về vậy? Bộ chị kẹt lắm hả má? Có kẹt gì đâu,
nó không muốn về. Ủa sao mà không muốn về? Thì chắc tại tía với má cứ... À con biết rồi, cái chuyện chồng con phải không? Trời ơi. Ủa điện thoại, ủa nó đeo đâu ạ? À? Đây. Trời ơi tôi, đó, dạ. Bỏ vỏ mà không nhớ đó con. Tôi nè. Thì có tiền đó, trả đi rồi về tôi đưa lại. Trời đất ơi. Vậy thôi chờ chút nha, chút rồi về liền. Thôi má về nha, về trả tiền nước cho người ta, người ta đem nước tới kìa. Dạ vậy thôi má về, rồi chiều có gì con rảnh ẩm nhỏ qua chơi. Nha con. Dạ. Má về nha. Dạ. Phụ con cô Ngọc. Đây. Rồi rồi để đây nè. Để đây rồi. Dễ xin thấy qua, okay. Rồi để xuống. À được rồi đó. Còn cái ca vô cho tao uống chứ. Dạ. Ý, để tao dán này vô nữa chứ. Dạ. Đó, mình nhìn coi được chưa? Mình nhìn coi được chưa? Tắm ta. Xích qua bên phải xíu không? Bên phải hả? Dạ được. Rồi đó, được rồi đó, được rồi đó. Rồi được rồi. Đây. Rồi, để băng keo. Rồi, dán này. Đây. Công nhận. Có một chút xíu vậy thôi mà có thể giúp được bà con đi làm về có cái uống nước cũng đỡ lắm ha. Dạ đúng rồi đó con Hồng. Mà thôi con về bển nha. Để con thôi tía con kêu con á. Thôi con về nha. Dạ. Ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối xác thấy đàn con trao mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày cho nên gan ruột mới bời bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày nhìn người ta mà lòng đau. Này. Ủa cô Hồng sao vậy? Em mới đi chợ về. Dạ hả? Sáng giờ có ai thay cho mình nước cho anh? Trời đất ơi, đất khai trương quá trời, ai đi ngang đây tao cũng ghé uống. Nhìn đàn con nó đang lớn dần, rồi làng quê về thành đô, rồi cùng nhau tập tành món chén. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình nó tan tành rồi. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình nó tan vui vẻ cả làng rồi ha. Tan tành rồi. Hả? Tô màu, nó đúng là tô màu nè. Nhìn thấy không? Mấy cái này, mấy số này thấy không? Nhìn số coi. Ứng như cái số trong đây nè. Đó là vẽ ra con này. Gọi là tranh số hóa đó, biết không? À, để viết thời gian. À, cái này sao giống mấy đứa nhỏ học tiểu học quá vậy? Trời, nãy mới vô tưởng đâu cô Hồng đang tập tô màu cho cháu của cô Hồng chứ. Làm gì đó, viết thời gian vui vui á. Đúng rồi, bán ế quá. Mình làm này viết thời gian cũng được lắm á. Đúng rồi, nói kỳ quá. Rồi tô xong mình treo ở đâu? Treo ở đâu hả? Cái tầng này nè, trống á, treo đây được không? Cũng được à, nhưng mà hơi bị khó. Khó sao? Chân ngắn quá. Mày làm mày cao lắm, mày thấy ghét à? Thì không cao hơn ai, nhưng mà dù gì cũng cao hơn cô Hồng. Mày mà đi. Mày qua mua gì?
và qua mua sữa. Cô Hồng bán cho con lốc sữa đi. Đợi tao chút nha, lỡ này lỡ tay xíu. Mà cô Hồng nói nghe nè. Sao? Mua ở đâu à? Con chanh á, nó mua ở đâu á, em về để cho cô Hồng vẽ. Ừ, rẻ rề ha. Gọi là tranh số khóa. Mèo. Con thấy cô Hồng mua gấu đi. Gấu nó đẹp hơn á, giống cô Hồng. Mày nữa mà, con sổn quá. Ê, số 9 kìa. Cầu lao. Số 6. Ê, vẽ số 6 trước đi. Nè, cái số 6 nằm đây nè. Mà cái này số 6 hay số 9 nè. Số 6. Ủa sao nó thành số 9 rồi? Đó, số 9 nè. Để mày quay lại coi. Số 6. Số 6. Màu xanh xanh. Rồi, để tao lấy số 6 cho mày. Từ từ thôi. Mày làm gì rung dữ vậy? Cái tay tao nó dĩ rồi. Mày cầm giùm tao cái tay coi. Cái thằng ăn nhậu cho cố vô. Rung từ từ thôi. Lem kìa. Đó, được rồi đó. Trời ơi, cái này khó nhìn mày. Chung xíu vô rồi ra gì. Cô Hồng. Sao? Cô Hồng mua cho con bức được không? Mua gì? Gấu hả? Không. Mua cho con ba con chim. Vậy á? Dạ. Được, để tao kêu nó mua giùm cho. Dạ. Vậy nha. Tao lấy sữa cho nha. Dạ. Nha. Ui thiệt thình à. Để tao cho. Ừ. Hay. Đây sữa. Dạ 7 ngàn. Rồi thì thiếu đi. Quên đem theo tiền rồi. Gấp quá. Ừ. Dạ dạ. Ừ. Chừng nào mua xong điện thoại con nghe. Được rồi. Gấp lắm á. Rồi được rồi. Lá. Rồi số 5. Số 3 nha. Số 3. Đây. 6 hey. Làm gì vậy? Hai anh bay làm gì chụm đầu sâu mỏ gì có gì vậy? Chạy xe ôm thì lo chạy đi, mày đặt nhiều chuyện nhau vô chứ. Ừ, với lại mày coi này, mày không hiểu đâu. Mày không có đủ tư duy để mày hiểu đúng rồi. Ơi, cái gì dữ vậy? Tại nó ế quá, tao đây tao kiếm tụi bay chơi thôi. Có gì vậy? Sao mày biết cái này được? Đang vẽ tranh số hóa. Làm chanh gì hiểu nữa quá. Sao hiểu được? Ừ. Chụp đổ nè. Sao không hiểu mày? Trời ơi, tao chạy xe ôm mấy này tao thấy người ta làm quá trời quá đất kìa. Hồi bữa hôm ghé quán cô Hồng thấy cổ cũng đang vẽ vẽ gì đó. Bữa hôm ta thấy bẫy cò nha. Bẫy cò nó cũng lén lén lúc lúc gì chắc nó cũng vẽ cái này nè. Ủa cái này sao phong trào dưới mày? Tính ra mình cũng chịu thời đại chứ bọn. Ê, đừng cái phá. Ê, mấy này nó nhỏ xíu không có thấy đường đâu làm trời. Ừ, tao nói cho hai mày biết. Tao mai mốt tao sẽ làm một cái bức tranh hoàn thành. Đẹp thiệt là đẹp. Cảm giác như là một họa sĩ vậy. Trời đất ơi, vẽ tranh số quá mà mơ mộng làm họa sĩ. Tỉnh đi mày ơi. Hai thằng tàu lao. Tao nói là cảm giác. Hiểu không? Cảm giác. Ờ, cảm giác. Nè, tụi mày tưởng tượng đi. Vào một ngày đẹp trời, mình ra bờ sông. Và ủa, có chuyện gì mà bạn căng thẳng quá vậy? Thiếu thiếu cái gì? Cái đẹp rồi mà. À, chữ ký của họa sĩ. À, đúng rồi mày. Wow, đúng lắm mà, tao thật là tài giỏi. Mình ngưỡng mộ bạn quá đi, ngưỡng mộ. Còn tôi á, thật là vinh hạnh khi có người bạn giống như bạn đó. Picasso, túi mớm, xẻo lá. Mơ mộng hảo quyền, ảo mộng danh vọng. Nghĩ sao, mặc dù cái này thì vẽ nó dễ thiệt, nhưng mà cũng cần phải có chút xíu năng khiếu, hiểu biết về mỹ thuật hội họa. Còn tay mày rung như kề sấy, cầm cái ly rượu còn đổ lên đổ xuống mày đặt. Chưa kể nha, bẩm sinh phải có hoa tay mới vẽ được mấy cái này đó. Tao tan biến giấc mơ vì cái tay rung hay sao? Trời ơi, giờ nó mới biết. À. À.
anh đào sâu xíu nữa đi. Rồi rồi, được rồi, rồi. Anh ừ? Hôm của mình đó, năm nay trúng mùa ghê ha. Trái nào trái nấy đẹp dễ sợ. Em định đây nè. Dạ. Bữa nữa mình mua mấy cái hạt giống, mình gieo xung quanh rào lợi cho nó lên, đặng có rau sạch mà ăn. Anh thấy thì sao? Sao cũng được, nghĩ sao em vui là được rồi. Định quá. Dạ nghe. Có rồi hả? Dạ dạ dạ. Em gì nghĩ vậy? Đi, mai làm tiếp. Tự dưng đang làm ương ương dở dở mà nghĩ cái gì? Không được, anh có chuyện gấp, anh phải đi, vậy nha. Trời đất ơi. Ê, đang làm mình đi đâu vậy? Trời đất ơi. Chuyện gì mà gấp dữ vậy kìa? Tía đâu hả? Tao đi uống cà phê. Má mày bả nấu nồi canh chua cá linh ngon quá, bả kêu đi ngang kêu vợ chồng mày vô ăn cơm cho nó vui. Dạ. À, tía. Cái gì? Tí sẵn vô kêu con vợ con qua bển ăn luôn đi. Con đi công chuyện chấp cái nha tía. Vậy nha tía. Tôi là tía đó mà nó sai tôi như con không đẻ trời. Ok. Đẹp không? Đẹp quá à. Em thấy gì sao? Anh vẽ tặng em á. Anh vẽ hả? Ừ. Đẹp không? Ờ, đẹp. Ừ. Anh vẽ mà. Anh. Hả? Cái này nhìn giống con chim quá ha. Ừ, nó là con chim mà. Nè. Đó, thấy không? Y chang con chim luôn. Ờ, nó là con chim mà không y sao được. Nè, đây là anh bé cò nè. Anh ấy hả? Ừ. Vậy chắc chắn là em nè. Đúng rồi, đây cốc nè. Cốc hả? Đâu, này là con chim mà. Cốc á. À. Công nhận anh khéo tay quá à. Anh giỏi quá à. Anh đâu có khéo tay đâu, nhưng mà tại vì anh biết em thích tranh nên anh mới vẽ đúng không? Chứ còn gì nữa. Đẹp quá. Cô Hồng làm hết hồn rồi cô Hồng. Mày làm cái gì vậy? Mày làm gì? Mày nghĩ cái gì? Mày cái mặt mày đực ra như là bị trúng tài vậy hả? Trời ơi, ta đang có cái giấc mơ đẹp, qua cái miệng cô Hồng cái thành trúng tà. Người đó kỳ cục dễ sợ. Kỳ gì? Trả tiền đi chứ. 220 chứ là 20 tiền ship. 240. Nhanh. Cô Hồng, hồi nãy chạy qua đây gấp quá, quên mang theo tiền rồi. Không ấy mai em trả nha cô Hồng. Cũng được, mai trả nhau. Không quên nữa cô Hồng, vì cô Hồng còn cái phòng trống không? Ờ. Cô Hồng cho con mượn mấy bữa được không? Chứ vậy? Con tạo sự bất ngờ cho anh nhá. Mà đâu có được. Nghĩ sao vậy tao? Ở đây có một mình, không có chồng con gì. Mày trai có vợ tự nhiên ở phòng nhà tao à? Không có được, tao nói chết rồi, vậy nghỉ chết mày ơi. Mấy bữa à, không sao đâu. Không được. Thôi đi. Nghĩ sao kỳ cục vậy? Mình ở mình mà nó ở chung với, chỗ với mình. Tao phải giữ gìn danh giá của tôi chứ. Tía qua đây chi vậy?
có chuyện gì á thì tí gọi con qua bên nhà chú qua chi cho cực vậy. Trời sắp mưa nè. Tí đi kiếm bể nó đâu, con làm có mình vậy? Thì nãy anh mới chạy đi ra chứ, mấy công việc ở đây cũng nhẹ nhàng, con làm mình cũng được. Con đừng có chịu nó quá, nó hư đó nghe. Mấy bữa nay anh bị gì á, hễ anh rảnh cái là anh đi à. Con có hỏi ảnh, bà ảnh kêu chừng nào công chuyện đó thành công á thì anh nói cho con hay. Nên con muốn thèm hỏi làm cái gì hết trơn. Con phải quản lý cho nó chặt à, à để nó sanh thật á. Tí về à. Nhức mình nhức mẩy quá trời. Ê, ê. Làm gì á? Nhà mình mày làm gì mày còn mộp giống như ăn trộm như mày? Ủa tía, tía dậy sớm vậy tía? Mày làm gì qua đây chi sớm vậy? Đâu có gì đâu. Giấu gì trong phòng vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Con chỉ là qua chơi thôi, không có gì. Con về nha tía. Ê, đứng ra đó đi. Dạ. Để tao vô tao coi coi mày giấu gì trong phòng. Tía định đi đâu? Vô trong phòng coi coi mày giấu cái gì. Không được nha. Sao không được? Nhà tao, tao muốn đi đâu tao đi chứ. Trời, nhưng mà cái đó là phòng riêng của con mà. Ê, bậy à, bậy à. Mày nhớ là mày có vợ rồi nghe. Tao cất riêng có mày cái nhà rồi. Hộ khẩu mày tao còn cắt nữa chứ đừng có nói cái phòng. Bởi vì nhà này mày không còn cái phòng nào hết trơn á. Mày nhớ lộn rồi đó. Dạ, thực ra là con để ba cái đồ của kỷ niệm thời tuổi thơ thôi chứ không có gì tiếp. Đồ kỷ niệm tuổi thơ mà lén lén lúc lúc vậy đó hả? Mặt mày kìa, dính ba cái màu mè tèm lem tuốt luốt kìa. Có chuyện gì thật thà khai báo đi. Vậy khai không? Dạ. Dạ thiệt tình là con đang vẽ tranh. Trời Phật ơi. Mày vẽ tranh hả? Hồi nào tới giờ nhỏ tới lớn mày cầm cuốc cầm len không mà tao thấy mày cầm cọ bao giờ đâu mày vẽ tranh vậy? Thì giờ cũng cầm cọ nè. Mày làm chuyện lạ không à? Rồi vẽ được gì ra hồn vía gì chưa? Dạ được chứ tí. Mà thật ra con cũng phải vẽ nữa mà là con tô cái tí. Giống như là trên bức tranh phải không? Nó có con số, cái mình lấy mấy cái số này nè tô lên. Cái này gọi là tranh số quá. Cũng được luôn á hả? Dạ được chứ tí. Được, cho tao coi coi. Không được chứ. Tí cô tí nói hết bà con hàng xóm. Cái này bí mật của con mà tí. Bí mật gì? Bí mật tại vợ con. Cho tao coi đi, tao góp ý cho. Ủa? Tí có biết gì về hậu quả đâu tí góp ý. Ủa gì bộ mày biết à? Tao là tía mày tao không biết mà mày biết hả? Mày đi học hồi nào mày biết? Bây giờ có cho coi không? Dạ không. Chắc chưa? Dạ chắc. Tao đi kiếm nhái. Tía nghĩ tía không ấy, giờ con mời tía vô thử thách tranh của con đi. Đâu vô coi coi mày vẽ cái gì. Mày vú vú đút đút đi thấy sao tía? Quỷ thần thiên địa là trời, cái này là tranh nè hả bảy? Dạ. Tao lại mày bảy ơi, mày biết con nhái nó thích chanh thì thôi đi mua miếng chanh tặng nó đi. Mày vẽ này mày tặng cho nó chắc nó hết ngủ luôn quá. Nó sợ ma, giờ mày thấy giống ma quá à. Thiệt biết vậy không cho tí coi luôn. Trời Phật ơi chanh. Bữa nay anh đi đâu vậy? Anh có đi đâu đâu. Anh không đi đâu. Vậy thì tại sao lúc em đi đồng về không bao giờ thấy mặt mũi của anh hết vậy? Con á thì cũng đem qua ông bà ngoại gửi. Anh nói thiệt đi, anh đi đâu? Anh đi gặp ai? Làm gì có gặp ai đâu. Không gặp ai mà cái mặt lén la lén lút vậy hả? Thái độ gì mà còn chối nữa hả?
Bây giờ em cho anh nói thiệt á, anh đi gặp ai? Trời ơi em, không lẽ anh là con người tồi tệ vậy sao? Không có đâu. Đúng rồi, có ai tự nhận mình là anh trộm đâu. Nếu mà không làm gì sai á, không có ai mà không có làm cái gì mà tự nhiên lén lại lén lút vậy hết á. Hay là giờ anh chán cơm thèm phở rồi, anh thay lòng đổi dạ rồi, anh đâu còn thương tôi nữa. Nếu vậy á thì anh cứ việc nói với tôi về tôi thưa với tía má anh để về nhà tôi ở, chứ anh đâu có nhất thiết làm vậy đâu. Nhái, em anh phải như em nghĩ đâu, em đừng có nghĩ anh như vậy nha. Bữa nay mình muốn bán tắt hàng. Ôi trời, bé con mày làm gì đây vậy? Mày ngồi đó suốt đêm luôn hả? Đi mày vẽ này hả? Thôi tớ coi, sao mày không về nhà làm đi? Thôi, vẽ nhà tí ý kiến với con, mệt. Mày thức nguyên đêm mày làm đó, mặt mũi mày thâm quần hết trơn rồi kìa. Sao để sáng mai làm? Mai còn á, xuống cá giống. Mà hôm nay sẽ tập lum công việc, nên tranh thủ vẽ cho xong, tặng nhá. Xong chưa? Cho mượn coi. Thôi, mày đặt đồ. Mình làm như tao không biết trong đó ba con chim gì vậy? Trả tiền đi. Trả tiền nè, dư 10.000, coi như là con thuê nguyên đêm qua 10.000. Cho mượn coi. Thôi mày về mày. Vậy có không? Trời ơi, ba con chim mà làm ớ. Nó đi đâu cả đêm mà con không hay không biết. Làm sao? Con tưởng ảnh ở bên nhà mình nên con cũng không để ý nữa. Thôi con đi về đi. Chừng nào nó về á, kêu nó qua đây gặp tía, tao đập cho một trận cho biết thân. Dạ. Khoan đã. Dạ. Chờ tía chứ. Tía với con đi tìm nó. Dạ. Đập cho một trận cho biết. Tía, trời Phật quỷ thần thiên địa ơi, mày đi đâu mà giờ này mày mới về mặt mày như Hà Bá chú ôn vậy bảy? Anh bảy, hôm qua giờ đi đâu vậy? Ủa, Nhái, sao em ở đây? Em về nhà kiếm quá trời, không thấy vậy? Còn em thì đi kiếm anh từ hôm qua tới giờ đây nè. Mày đi đâu mà cả đêm đây nè? Mẹ con nó ở nhà, chờ mày không có ngủ ghê gì được hết á. Mới cưới vợ về mày đã tập thói hư tật xấu, đi đâu vậy? Đi. Cái gì? À, quên. Bí mật phải không? Món quà tình yêu xong chưa? Dạ xong rồi tiếp. Chị bị chửi cũng đáng rồi phải không? Đâu quan ức gì đâu. À, không quan. Anh Bảy, em hỏi nãy giờ sao anh không trả lời? Anh đi đâu? Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Tại anh có công chuyện đột xuất á, cái gấp quá mình quên nói em nghe. Coi cái mặt coi. Làm cái gì mà trên mặt chín tùm la vậy? Nó đi cả đêm nay đó cũng vì con đó. Vì con? Em ơi. Anh dễ thiệt á hả? Nó đó, nó dễ đó. Mà anh dễ gì vậy? Anh dễ ba con chim nè, 1, 2, 3.
cái gì mà chổng ngựa có lợi vậy? Nó đang đậu trên cành nè, đó ba con đậu trên cành cây. Con phải nhìn vô kỹ nó mới ra con chim, dòm sơ qua tưởng con gà ác. Bộ em thích cành hả? Em thích chứ. Nhưng mà bà đừng có nói với em là anh vẽ bức tranh này tặng em nha. Ủa không tặng cho con, lẽ là tặng cho tía. Em thích mà, trời ơi, đẹp, em thích lắm luôn á. Bởi vì yêu nhau á, xấu nó nhìn cũng thành đẹp. Tía, con nói thiệt với tía nha, từ trước đến giờ con chưa bao giờ mà gặp bức tranh nào mà nó xấu vậy. Con không thấy đường nét nào ra đường nét nào trơn. Tía cũng thấy vậy. Nhái, sao ba hồi em nó thích, ba hồi nó không thích, xấu đẹp là sao? Ờ thì từ trước tới giờ anh đâu bao giờ biết về tranh ảnh đâu. Tự dưng hồi bữa nghe em kêu thích tranh cái anh bận vậy, em vui lắm. Em vui, anh cũng vui theo. Tía cũng vui. Dạ. Anh, vậy chút nữa mình đi về mình mua móc treo lên anh ha. Ơi, mình treo ngoài phòng khách đi, mình ngắm. Thôi, cho tao can nè. Để em vô phòng ngủ hai đứa treo đi. Rồi tối người ta ngồi đó người ta thức, người ta ngắm tranh. Treo phòng khách, khách ta tới người ta nhìn tội nghiệp người ta. Nổ mắt à.